nếu như đệ tư quá tấu hài, nguồn sâu lười. Chương 391, Bí cảnh, Cúng chiếu, Quỷ dị, Cứu mạng A, Linh Đào Yến tổ chức, dĩ nhiên là bị toàn bộ tu luyện giới nhìn chăm chú, gần như thật sự có chủng tộc đều đưa mục tiêu đặt ở Linh Đào bữa tiệc mặt, kèm theo đến tiếp sau này càng đa chủng tộc tới. Linh Đạo Yến số người tham dự cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Ngọc Tiên Tử phải phụ trách mở ra bí cảnh, cũng là cáo biệt từ niệm bọn họ bên này. Về phần ma hoàng chính là cùng bọ hung còn đang bàn luận, từ xa nhìn lại, bọ hung cúi người gật đầu bộ dáng, là thật là để cho người ta dở khóc dở cười, mà một bên ma hoàng, giống như là một cái cha vợ một dạng vẻ mặt nghiêm túc cùng bọ hung giao phó một ít chuyện, từ niệm bọn họ cũng lười quản bên này, dù sao lần này là bọ hung chính mình gây ra phiền toái, bọn họ cũng không có thời gian giúp đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Vào lúc giữa trưa, bí cảnh chính thức bị mở ra, Bạch Ngọc Tiên Tử khai báo một phen quá trình sau, liền cùng chưa hơn cao thủ ở lại Ngọc Hoa Tiên Tông bên trong, trẻ tuổi đệ tử chính là tiến vào bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh tình huống cụ thể từ niệm cũng không phải rất rõ ràng, dù sao hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến bí cảnh như vậy tồn tại, từ trưởng môn, ngươi không cần quá mức lo lắng. Lấy ngươi những đệ tử kia thực lực, bắt lại top 100 vẫn là không có vấn đề, mộng phong cốt cùng từ niệm đứng chung một chỗ, Bên cạnh cũng không thiếu đại mộng tiên tông trưởng lão, từ niệm có chút hiếu kỳ nói, này bí cảnh là tình huống gì, hắn thật là không biết rõ, cho nên mới chủ động hỏi một phen, trước đây bạch ngọc tiên tử cũng không có giải thích cho hắn cái gì. Này rất khó chịu rồi à, tin đồn chỗ này bí cảnh là từ thượng giới tới, cuối cùng bị hạo nhiên thư viện khống chế, sau đó bởi vì linh đạo yến duyên cớ, bọn họ lấy ra làm làm thí luyện chi địa, mộng phong cốt kiên nhẫn giải thích trong đó đều là một ít thượng giới bị giam tồn tại nghe nói còn có bị giam tiên nhân nhưng không có ai thực sự từng gặp nghĩ đến chắc là nói đùa thôi bất quá bên trong ngược lại là có không ít thượng giới yêu vật cũng không phải là nơi này chúng ta yêu tộc mà là một ít rất sinh vật kỳ quái cho dù là chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không có biện pháp nói rõ ràng những thứ kia tồn tại này bí cảnh trung tràn đầy nguy hiểm mỗi lần tiến vào bên trong đệ tử cũng sẽ xuất hiện không ít thương vong tình huống đương nhiên vì ứng đối loại tình huống này trung vực một ít tiền bối cao nhân luyện chế đặc thù truyền tống lệnh chỉ cần kích hoạt sau là có thể bị bình an đưa ra nghe nói như vậy từ niệm cũng nhớ lại trước các đệ tử bị triệu tập sau đó do ngọc hoa tiên tông trưởng lão phân phát một quả ngọc chất lệnh bài lúc đó hắn còn không biết rõ vật này là làm gì xem ra chắc là truyền tống làm bất quá cái này bí cảnh lại cùng thượng giới có quan hệ thậm chí bên trong một ít yêu vật liền mộng phong cốt bọn họ đều tựa hồ rất kiên kỵ, nhìn tới nơi này mặt có vấn đề rất lớn a, à, từ niệm không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thượng giới, thật tồn có ở đây không, đỉnh đầu bọn họ trên thật là một cái tân thế giới sao, nghĩ tới đây, hắn lần đầu tiên đối thượng giới có một tia hiếu kỳ. Muốn biết rõ thượng giới rốt cuộc là dạng gì tồn tại, bí cảnh bên trong, đông đảo thiên kiêu sau khi tiến vào, bởi vì bí cảnh cửa vào truyền tống trận, Gần như tất cả mọi người đều bị phân tán đi ra ngoài, bất kể là khu vực an toàn hay lại là nguy hiểm vùng, khắp nơi đều có các tộc thiên kiêu bóng người, mà bọn họ cũng là trước tiên bắt đầu liên lạc tông môn sư huynh đệ. Nơi này nguy hiểm bọn họ đã sớm nghe bên trong môn phái trưởng bối nhắc tới, muốn sống tiến vào top 100, ngoại trừ muốn quét dọn nơi này yêu vật bên ngoài, còn phải cẩn thận người bên cạnh cùng chủng tộc, một khi gặp phải không có thể xử lý nguy hiểm, kia liền chỉ có một con đường chết cho nên trước tiên tập hợp liên thủ đánh chết nơi này yêu vật mới là trọng yếu nhất. Bỏ hung chỗ vị trí là ở một mảnh trên thảo nguyên, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, hắn cũng không rõ ràng này thảo nguyên rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn phóng tầm mắt nhìn tới, không có thấy một bóng người, thậm chí ngay cả những thứ kia tham gia linh đào yến các đại chủng tộc cũng không thấy, toàn bộ trên thảo nguyên tự hồ chỉ có một mình hắn, này cũng làm người ta rất không thoải mái a. À này làm sao còn chơi đùa u rống bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét bỏ hung hai tay khoác lên mép hướng về phía thảo nguyên hô to một tiếng có người hay không a à? ai có thể nói cho ta biết đây là đâu a à? đây là đâu a kia a a nghe bên tai tiếng vang hắn mặt không khỏi liền đen mà bắt đầu không phải đâu này bí cảnh lớn như vậy sao như thế nào cùng bình thường tiểu thuyết viết không giống nhau loại này bí cảnh không nên sau khi đi vào là có thể thấy người sao, thế nào cảm giác giống như là mở một cái toàn bộ bản đồ mới, do dự hồi lâu, bọ hung lúc này mới vẽ mặt bất đắc dĩ lấy ra bản thân còn cụ thước kiều tiên, dự định ngồi thước kiều tiên bay một vòng nhìn một chút. Nhưng hắn mới vừa nhảy lên thước kiều tiên một khắc kia, một cổ kinh khủng trọng lực liền rơi vào trên người hắn rồi, vẽ này trọng lực không cách nào ngôn ngữ trọng, trực tiếp đưa hắn cho các gao đặt ở thước kiều tiên trên trên người mạch máu đều bắt đầu nổi lên, từ hồ sau một khắc sẽ nổ tung, ngoà tàu, bọ hung mắng to một tiếng, liền vội dãy dụ đến từ thước kiều tiên leo lên đi xuống. Rơi xuống đất một khắc kia, trọng lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn là như vậy như nhặt được tân sinh bắt đầu nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hỉnh, ta dời à xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa bị cổ lực lượng kia đè thành thịt nát, chẳng lẽ trong này không thể bay sao, hắn lầm bầm lầu bầu nói tiếng, sau đó bò dậy thử tính nhảy một cái vẻ này trọng lực chưa từng xuất hiện nhưng khi hắn phải đi thử lúc phi hành sau khi trọng lực nhất thời chợt đánh tới đem hắn từ không trung ép xuống không thể bay cấm không trong nháy mắt hắn liền sợ biết nơi này tình huống ở chỗ này không bay được một khi phi hành lời nói cũng sẽ bị cổ lực lượng kia cho các gao hạn chế lại nhiều nhất đó là có thể cho ngươi nhảy xuống địa phương quỷ quái này lại còn có loại này hạn chế ngay tại hắn dự định phải đi bộ lúc trời đi sau khi, một cổ tất tất tốt tốt thanh âm từ hắn bốn phương tám hướng truyền tới, cái loại này thanh âm thật rất nhỏ, nhưng là vừa thập phần dồn dập, theo tất tất tốt tốt thanh âm không ngừng đến gần, bỏ hung liền phát hiện cái loại này thanh âm đang không ngừng phóng đại. Giống như là có vật gì đã leo đến bên cạnh hắn, đúng, chính là bên người, cúi đầu nhìn, không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu, dưới chân hắn xuất hiện một vòng màu xanh đậm dày đặc sâu trùng, loại này sâu trùng dáng dấp có điểm giống con rết, nhưng là bộ dáng nhưng so với con rết nhìn qua kinh người nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là này sâu trùng số lượng, ngươi đại gia. Giờ khắc này, hắn nhìn biết những con trùng này là tình huống gì, cuốn chiếu, hơn nữa còn là màu xanh đậm cuốn chiếu bầy, cuốn chiếu loại vật này bỏ hung dĩ nhiên là biết rõ đến, trong thế giới hiện thật có không ít khu vực có, dân bản xứ cũng có đem gọi là tiễn xuyến tử, đồ chơi này tốc độ di động rất nhanh, hơn nữa còn sẽ cắn người, có chút lão nhân còn nói đồ chơi này thích khoan thành động. Tối ngủ thời điểm, sẽ từ lỗ tai cùng trong lỗ mũi chui vào, nghĩ tới đây đồ chơi sẽ chui vào thân thể của mình bên trong, bọ hung liền không nhìn được cả người run lên. Chương 392, Bí cảnh, cuốn chiếu, quỷ dị, cứu mạng A. hai Sau đó thừa dịp cuốn chiếu bầy còn không có bao vây chính mình, hắn liền lập tức nhanh chân liền hướng một cái phương hướng chạy tới, cũng không để ý bên kia có phải hay không là an toàn chỉ cần chạy vậy đúng rồi cũng chính là vào lúc này giày đặt cuốn chiếu bày bắt đầu xuất hiện ở đây phim trên thảo nguyên màu xanh đậm cuốn chiếu bày tựa như lăn lộn sóng biển hướng bọ hung bên này liền bao phủ tới ngươi đại gia lão mạc ở đâu cứu mạng a lão mạc vị trí tương đối đặc thù đi thẳng tới một nơi u ám trong huyệt động chỉnh cái huyệt động bên trong tràn đầy một cổ u ám ẩm ướt cùng với không biết rõ thứ gì lên mốc mùi vị hơn nữa tại hắn xuất hiện một khắc kia hắn cũng cảm giác được thật giống như bị vô số nhân theo dõi tựa hồ đang hắn bốn phương tám hướng cũng có không ít người nhưng là hắn hướng bốn phía đi xem thời điểm chút nào nhìn không ra có vật gì tồn tại huyệt động này bên trong tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn nhưng loại cảm giác đó thì sẽ không sai nơi này quả thật có đồ vật đang ngó chừng hắn do dự một chút hắn đỡ lấy u ám lui về phía sau đi tới, hắn hiện tại vị trí cũng không xác định ở đâu, bất kể là phương hướng nào, cũng có thể là cửa ra, cho nên lần này hắn yêu cầu đánh cuộc một lần, đi suốt không biết rõ bao lâu, hắn cũng không thấy chút nào ánh sáng điểm, chỉnh cái huyệt động bên trong đều là âm u khắp chốn, hoàn toàn không có cách nào tìm tới chút nào vật tham chiếu. Bất quá đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống đi, nhưng càng đi xuống, hắn tâm lý lại càng tăng có loại không nói ra cảm giác, hắn không biết rõ làm sao đi hình dung, nhưng là loại cảm giác đó chính là vẫy không đi, hơn nữa cái loại này bị dầm ngó cảm giác vẫn một mực ở, dưới tình huống này, tâm lý phàm là yếu ớt nhân, cũng sớm đã hỏng mất. Muốn không phải là bởi vì biết rõ đây là một trò chơi, lão mạc tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái phương hướng đi xuống, ở chỗ này không có thời gian, hắn cũng không biết rõ mình đi bao lâu rồi, thậm chí đi tới cuối cùng, liền Chính Hắn đều cảm giác được vẻ uể oải, muốn biết rõ hắn thể lực nhưng là người chơi trung mạnh nhất, nhưng là dù vậy, hắn vẫn không thể nào tìm tới cửa ra. Quỷ Đã Tường, không, hắn thật sự đi là một cái thẳng tắp lối đi, cũng không có trận pháp ba động, cho nên này tuyệt đối không phải Quỷ Đã Tường, hẳn là điều này hang động duyên cớ, một mực đi xuống đi, hang động không gian cũng đang không ngừng nhỏ đi, rất nhanh thì đã đến chỉ có thể chứa một người thông qua vị trí, cũng chính là vào lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía trước phương hướng truyền tới có người này tiếng kêu thảm thiết để cho nhân tê cả da đầu giống như là ở trải qua cái gì hết sức thống khổ sự tình lúc này hắn liền bước nhanh hơn xông tới sau đó trở lại một nơi càng trong không gian lớn so sánh trước hẹp hòi u ám hang động dưới mắt chỗ này hang động muốn càng rất nhiều hơn nữa ở trước mắt hắn còn có một cái nhân tộc tu sĩ đối mới vừa mặc hạo nhiên thư viện áo choàng màu trắng nắm trong tay đến một cái tảng ra nhũ bạch sắc huỳnh quang pháp khí đem trọn cái huyệt động cũng cho chiếu sáng lên tên đệ tử này yên lặng đứng tại chỗ đã không có lúc trước kêu thảm thiết không nhúc nhích đứng ở nơi đó bằng hữu ngươi là hạo nhiên thư viện lão mạc từng bước một đi lên sau đó đang muốn chào hỏi thời điểm liền thấy cái này hạo nhiên thư viện đệ tử cơ thể hơi khẽ nhăn một cái hình như là rùng mình một cái mà điều này cũng làm cho lão mạc bước chân ngừng lại theo bản năng mở ra bát môn độn giáp cùng Bu Haki, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, vào trước khi tới, Ngọc Hoa Tiên Tông Nhân liền nhắc nhở qua, chỗ này bí cảnh rất nguy hiểm, đặc biệt là một người hành động thời điểm, lão mạc đối với thực lực của mình rất tin ý lại. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở nơi này chính là vô địch, trước trước loại cảm giác đó vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng hắn, vậy không đi, sau một khắc tên này hạo nhiên thư viện đệ tử đột nhiên xoay người, không có dấu hiệu nào nhìn về phía lão mạc bên này, thậm chí sắp đến liền lão mạc cũng không nhìn rõ ràng hắn thế nào xoay người, nhưng ở kia pháp khí chiếu rọi xuống. Tên đệ tử này bộ dáng cũng triển hiện ra, hắn ngũ quan đã trải rộng huyết dịch, cả khuôn mặt cũng nhăn nhó, khóe miệng tựa hồ bị thứ gì câu lên, kéo tới rồi khóe mắt vị trí, mũi cũng sụp xuống, số lớn đỏ thẩm huyết đang không ngừng chảy xuôi, cứu. Cứu ta! đệ tử này tự hồ còn chưa chết, cả người run rẩy chậm rãi giơ tay lên, ở hướng lão mạc tìm kiếm một phần cứu trợ. Lão mạc cau mày, hắn không phải là cái gì kẻ ba phải, lúc này hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, có thể sau một khắc, này hạo nhiên thư viện đệ tử thê thảm nhọn tiếng kêu vang dội chỉnh cái huyệt động, tại sao không cứu ta, tại sao ngươi không cứu ta, đệ tử này tê trống lên. Sau đó cầm trong tay phát ra huỳnh quan pháp khí hướng lão mạc hung hăng đập tới mà chính hắn tứ chi cũng trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp nằm lên trên đất, giống như là một con nhện một dạng nhanh chóng hướng vách tường bò qua, lão mạc đưa tay đem pháp khí này đón lấy, ở nơi này pháp khí chiếu xuống, hắn cũng nhìn biết chỉnh cái huyệt động tình huống, chỗ này rộng rãi hang động trên vách tường, nằm từng con từng con tương tự với con nhện đồ vật. Không, không nên nói là đồ vật, những thứ kia nằm úp sấp ở trên vách tường, là từng cái tứ chi vặn vẹo nhân, có da thịt đã khô quắc xuống, mà có thì là chỉ còn lại một phó bộ xương, ngoài trừ cái kia mới vừa rồi leo lên hạo nhiên tiên tông đệ tử bên ngoài, những người khác dùng cái loại này quỷ dị tư thế nhìn chầm chầm lão mạc, cái loại này giọng ngó cảm cũng vào giờ khắc này hoàn toàn triển hiện ra. Chương 393, Người tới đánh ta tắt Đối với bí cảnh trung tình huống, bên ngoài nhân thì không cách nào biết được, nhưng theo từng người đệ tử bị truyền tống đi ra, không ít người sắc mặt khó coi, tự hồ lần này bí cảnh tình huống nếu so với lần trước mở ra bí cảnh tình huống càng khó khăn, những người đó nhìn mình đệ tử bị đưa đi ra, từng cái sắc mặt cũng cũng khó coi. Trước tiên liền lên trước hỏi tình huống, cái này không hỏi cũng còn khá, hỏi một chút mới biết được lần này bí cảnh trung biến hóa, đủ loại yêu vật xuất hiện, thậm chí có nhiều chút đệ tử liền truyền tống cơ hội cũng không có, liền chết thảm ở trong đó, sư phó, đại sư huynh hắn đã chết hắn liền ở trước mặt ta chết a à, ô ô ô ô ta thật xin lỗi tiểu sư muội vốn là ta có thể mang nàng cùng rời đi có thể nơi này là mặt yêu vật ta thật không đối phó được chúng ta ở một nơi hỏa phụ cận sơn ai biết rõ kia trong núi lửa cho thuốc lá vọt ra giống như là có sinh mệnh như thế đều chết hết sư đệ cùng sư muội bọn họ đều chết hết đây đều là ta sai những thứ này trong ngày thường mắc cao hơn đầu phòng ấm đóa hoa nơi nào bái kiến trong bí cảnh tàn khốc cảnh tượng căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có chỉ là một đối mặt cơ hội tất cả mọi người đều tử ở trong đó thậm chí ngay cả trả đủ cơ hội cũng không có thậm chí ngay cả những đại thế lực kia cùng đại loại tộc đệ tử cùng tộc nhân cũng đều thương vong thảm trọng mà còn vẽn vẹn chỉ là tiến vào bí cảnh mới bắt đầu thôi thế hệ trước tu sĩ cũng biết rõ chỗ này bí cảnh tàn khốc tình huống dù sao bọn họ trong đó cũng không thiếu năm đó sống sót mà đi ra ngoài nhân nhìn mình đệ tử như thế tâm tính không khỏi cũng là tâm lý thở dài cho bọn hắn mà nói tình huống bây giờ đã coi như là được rồi ít nhất còn có đệ tử còn sống đi ra năm đó bọn họ trải qua có thể so với tình huống bây giờ muốn càng tàn khốc hơn rất nhiều thậm chí có không ít đệ tử vì sống tiếp ngay cả mình sư đệ sư muội cũng sát đương nhiên này chỉ là năm đó hắc ám một mặt thôi bây giờ còn là phải xem những đệ tử này, bí cảnh bên trong, nửa mê nửa tỉnh nửa đời vận khí ngược lại là khá hơn một chút, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì yêu vật cùng quỷ dị tồn tại, thuận buồm xuôi gió cùng thiết huyết chiến hào hội hợp. Bọn họ lợi dụng truyền tin chiếc nhẫn, trực tiếp dựa theo khoảng cách gần nhất dãy núi đi tới, sau đó sẽ hỏi kỹ cụ thể vị trí, rất nhanh hai người liền tụ tập đứng lên, so sánh nửa mê nửa tỉnh nửa đời bình an đến, thiết huyết chiến hào bộ dáng sẽ phải thảm không ít, giờ phút này thiết huyết chiến hào, cả người trên dưới tràn đầy vết máu, trên cánh tay càng là có một cái nhức mắt thâm thúy vết thương. Không biết là bị bén nhọn gì vật thể bị rạch trách, thiết huyết ca, người đây là tình huống gì? Nửa mê nửa tỉnh nửa đời mang theo nghi ngờ hỏi, thiết huyết chiến hào thở dài, ngồi ở dưới một cây nói, đừng nói nữa, gặp được một đám lớn lên giống địa tinh đồ vật, thiếu chút nữa ngã rồi ngã nhau hắn nói lời này thời điểm vẫn không quên liếc nhìn nửa mê nửa tỉnh nửa đời người này trên người cũng quá sạch sẽ chứ người như thế nào đây gặp cái gì thiết huyết chiến hào một bên nghỉ ngơi một bên hỏi nửa mê nửa tỉnh nửa đời gãi đầu một cái nói ta tốt giống như chẳng có cái gì cả đụng phải cứ như vậy một đường đi tới ngược lại là thấy không ít hải tộc cùng yêu tộc thi thể khụ lời này để cho thiết huyết chiến hào nghe rất không được tự nhiên bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyền quen tita.net, chính mình liều chết mới còn sống, sau đó mang theo trọng thương đi tới bên này, kết quả nhân gia nửa mê nửa tỉnh nửa đời cái gì đều không gặp phải, hoặc giả nói là gặp, nhưng đều bị hải tộc cùng yêu tộc cho dành trước gặp, vận khí này thật đúng là cùng sư thái có liều mạng A, à, ngay tại hai người lúc nói chuyện sau khi. Sau lưng trong bụi rậm một đạo bóng người lão đảo té đi ra, sau đó một con mới ngã trên mặt đất, bán phiến dịp, nhìn rõ ràng ngã xuống nhân, nửa mê nửa tỉnh nửa đời vội vàng tiến lên đem nâng đỡ lên, nếu như là thiết huyết chiến hào là trọng thương, khi bán phiến dịp chính là chỉ còn lại nửa cái mạng, trên bụng không biết rõ bị cái gì cho mở một cái động, máu thịt be bét đáng sợ. Nửa mê nửa tỉnh nửa đời vội vàng cho cho ăn một viên hồi huyết đan, đem đỡ tựa vào thiết huyết chiến hào bên người, xem như tìm tới các ngươi, địa phương quỷ quái này thật không thích hợp đang đã độc đấu thiếu chút nữa thì qua đời ở đó nữa à, bán phiến dịp thở hào hỉnh nói, cũng không biết rõ tên ngu ngốc nào, chọc một tôn tiểu sơn cao thạch đầu nhân, một cước đi xuống liền chết một mảng lớn. Thật là quá thảm rồi, ta bị không nhỏ đánh một quyền, từ bên kia liền bay đến trong rừng này, vốn tưởng rằng không nguy hiểm gì, kết quả trong rừng còn có một loại độc giác thú, lúc đó ta bị đánh trọng thương, không có biện pháp trả đũa, bị độc giác thú trực tiếp mở bụng, các ngươi cẩn thận một chút vật kia vẫn còn ở ta phía sau đi theo, vừa dứt lời, bụi cây rung rung một hồi. Nửa mê nửa tỉnh nửa đời bận rộn chắn hai người trước mặt, bấm pháp quyết dùng một động chế tạo một cái nhà gỗ nhỏ, đem hai người cho bảo vệ, cũng chính là vào lúc này, một cái cả người chảy xuôi mũ dịch, không có chút nào da lông, chỉ có mảng lớn máu thịt cùng kinh mạch bộc lộ ra ngoài độc giác thú đi ra, này độc giác thú cùng ngựa ngược lại là thật giống, nhưng là nếu so với ngựa dáng nhỏ một chút, đỉnh đầu còn có một căn vặn vẹo độc giác, này yêu vật đi ra trong nháy mắt, nhìn chầm chầm nửa mê nửa tỉnh nửa đời, nó đi theo bán phiến dịp tới, tự nhiên cũng phát giác bán phiến dịp khí tức sẽ ở đó trong nhà gỗ nhỏ, hỏa độn, phượng tiên hỏa, nửa mê nửa tỉnh nửa đời tinh thần phục hồi lại, trước tiên liền thả hỏa độn đi ra ngoài, làm người chơi trung duy nhất ngũ hệ cùng tu nhân. Thực lực của hắn đây chính là quá rõ ràng, phượng tiên hỏa bắn ra, trong chớp mắt đã đến kia độc giác thú trên thân thể, một trận xì 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 âm thanh vang lên, trên người độc giác thú tay mũ dịch lại đem phượng tiên hỏa trắng bên ngoài, thấy người trước mắt đối chính mình công kích, độc giác thú cũng gào thét một tiếng, hướng nửa mê nửa tỉnh nửa đời vọt tới, vặn vẹo độc giác tự hồ muốn giết hắn. Bước chân nhẹ dẫm đạp, nửa mê nửa tỉnh nửa đời liền lập tức tránh khỏi, đồng thời dùng một động một điều đem độc giác thú cho vây ở một điều bên trong, trước mắt cái này yêu vật rất cổ quái, trên người mũ dịch thậm chí ngay cả ngọn lửa cũng có thể chống đỡ, hơn nữa công kích thủ đoạn tự hồ cũng chỉ có độc giác, mũ dịch chẳng lẽ chỉ là một loại bảo vệ thủ đoạn. Đang lúc này, trói độc giác thú một điều lại bắt đầu hòa tan đứng lên, kèm theo trên người nó mũ dịch đồng thời hòa tan chảy xuôi ở trên mặt đất, cái này cũng trong nháy mắt để cho nửa mê nửa tỉnh nửa đời cảnh giác, quả nhiên không sai. Này độc giác thú mũ dịch không chỉ là bảo vệ đơn giản như vậy, giống vậy có thể dùng đến công kích, không thể gần người. Nếu một đầu không được, vậy thì thử một chút đá, nửa mê nửa tỉnh nửa đời trầm giọng quát to, độn thổ, thổ trận bích. Chương 394, Người tới đánh ta tắt. Hai, Ken két ken két, độc giác thú dưới chân, bốn khối thổ trận bích phóng lên cao, trong nháy mắt ngay cả với nhau, đem độc giác thú cho khống chết ở bên trong, tự hồ cảm thấy được nguy hiểm độc giác thú, cũng là trước tiên bắt đầu công kích chung quanh thạch bích, trên người mũ dịch cũng đang nhanh chóng chảy xuôi, kèm theo độc giác thú lề mề. Mũ dịch đều bị cọ ở phía trên thạch bích, không giống với một điều tình huống, trên vách đá mũ dịch không cách nào ăn mòn thổ thạch, mảng lớn mũ dịch chảy xuôi đi xuống, bắt đầu tụ tập ở trên mặt đất, mà độc giác thú cũng vào giờ khắc này hoảng loạn, nhảy lên thạch bích nửa mê nửa tỉnh nửa đời nhìn chầm chầm bị khốn trụ độc giác thú, giơ tay lên lạnh lùng nói, một độn trồng thuật, suy suy suy, từng cây một sắc bén một thứ lao ra mặt đất, trực tiếp đâm vào độc giác thú trong thân thể, sau đó ở thân thể hắn bên trong không ngừng chia ra, hướng còn lại máu thịt đâm tới, chỉ là một cái nháy mắt, độc giác thú liền hoàn toàn thành nhím, ở một thứ trói buộc trung không ngừng dùng dặn, mặc dù biết rõ một động vô dụng, nhưng nửa mê nửa tỉnh nửa đời thật không nghĩ đến dùng một độn để giải quyết nó. Ly tự, xích luyện, mảng lớn ngọn lửa rơi vào trong đó, kèm theo một đầu bắt đầu không ngừng bắt đầu chế lầm, toàn bộ thổ trận bích bên trong bốc lên trùng thiên đại hỏa, trong nhà gỗ, thiết huyết chiến hào cùng bán phiến dịp dự chung một chỗ, hai người đều là vẻ mặt cười khổ, ai có thể nghĩ tới cái này phó bản lại khó như vậy, vừa lên tới thiếu chút nữa bị lộng chết. Muốn biết rõ bây giờ bọn họ có thể chỉ có một lần cơ hội, chết cũng chỉ có thể ở huyền hoàng phái sống lại, mà sống lại sau đó muốn chạy tới trung vực có thể khó khăn, làm sao bây giờ? chúng ta chỉ có ba người tụ tập đứng lên, hơn nữa hai cái hay lại là trọng thương, khôi phục còn cần một chút thời gian, bán phiến dịp nhất đầu nói, cũng không biết rõ những người khác thế nào. Cũng đừng giống như chúng ta thảm a, à. yên tâm đi, ta tới lúc sau đã liên lạc qua những người khác, lão mặt bị vây ở một nơi trong thạch động, bên trong có không ít tương tự với người nhện, hắn đã dết đỏ mắt rồi, nói rất nhanh sẽ biết ra tới tìm chúng ta hội họp, thiết huyết chiến hào giải thích đặt đại hào lạc tiêu ở một nơi bờ biển, hắn ngược lại là cùng ma tộc nhân cùng nhau liên thủ đối phó bên kia yêu vật. Nguyễn Nguyễn cùng Đại lang không uống dược gặp, hai người khoảng cách rất gần, trước tiên liền liên thủ, quân lâm ở núi lửa bên cạnh, ta liên lạc thời điểm hắn tự hồ đang chạy thoát thân, bình phun đoạn trường tìm rồi một chỗ, trực tiếp chơi đùa nổi lên plan VSC. Zombie, một người đánh hạ một khu vực, về phần bọ hung hắn cũng đang chạy trối chết bất quá hắn nói phải đi tìm bình phun đoạn trường. Bây giờ ba người chúng ta được mau sớm hướng bình phun đoạn trường cái hướng kia đi qua, cái kia bên ngược lại là an toàn một ít, có hắn những thực vật kia ở, chúng ta cũng có thể an toàn không ít, nghe nói như vậy, bán phiến dịp nhất thời liền hâm mộ đứng lên, người tốt, chiến lực bản người thứ 10, lại trước một bước đánh hạ một nơi địa bàn, hơn nữa bây giờ bọn hắn còn phải dựa vào người này. Triệu hoáng lưu người chơi cũng mạnh như vậy sao, một hồi lâu sau nửa mê nửa tỉnh nửa đời đi vào lại cười nói may mắn không làm nhục mình kia độc giác thú bị ta dùng thổ hệ pháp thuật khống ở sau giải quyết hắn cũng không có nói giải quyết quá trình bán phiến dịp bọn họ cũng không ý hai lớn lên thư một hơi thở lẫn nhau đỡ đứng lên nói chúng ta trước tiên cần phải đi tìm bình xịt hội hợp tên kia chỗ bây giờ vị trí coi như là an toàn nhất nghe vậy nửa mê nửa tỉnh nửa đời khẽ cau mày trầm giọng đi qua ngược lại là không thành vấn đề nhưng hai người các ngươi tình huống yên tâm ta đã khôi phục lại thương thế vấn đề ngươi không cần lo lắng thiết huyết chiến hào chính mình mang theo khôi phục đang dược cũng là trước tiên liền nuốt vào vết thương sẽ chờ chậm rãi khôi phục được rồi về phần bán phiến dịp tình huống của hắn liền có chút nghiêm trọng mặc dù ăn đang dược nhưng trên bụng các ngươi một cái lỗ thủng to nhất thời bán hội có thể không khôi phục được đại lang không uống dược hẳn mang không ít đang dược chỉ cần hồi hợp, thương thế của ngươi thế có thể giải quyết, thiết huyết chiến hào trầm giọng nói, trên người của ta mang đang dược cũng ăn sạch. Nếu không còn có thể cho ngươi khôi phục càng nhanh một chút, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, bây giờ bọn hắn ba người coi như là thê thảm nhất rồi, phía sau đường, sợ rằng phải dựa vào nửa mê nửa tỉnh nửa đời một người đến, hơn nữa còn gặp thời khắc chú ý hai người bọn họ tình huống, khó khăn a, à, kia thì xuất phát ta ngủ hệ đồng tu thực lực hay là có chút chắc chắn, nửa mê nửa tỉnh nửa đời cũng là tỏ ý để cho hai người yên tâm, sau đó liền mang theo hai người trực tiếp hướng phun vương chi vương phun đoạn tràng phương hướng đi, lúc này bình phun đoạn trường, ở một nơi hoang dã trên, chung quanh hắn càng là hiện đầy đủ loại thực vật, thậm chí ngay cả quả đậu xạ thủ đều có. Cũng không biết rõ hắn lần này đi ra mang theo bao nhiêu thực vật mầm mống, hắn hoàn toàn chính là đi triệu hoán lưu con đường, một người chính là một cái quân đoàn, này một mảnh trong hoang dã yêu vật tại hắn thực vật bên dưới đại quân đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm hắn hiện tại có thể nói là chân chính hoang dã chi vương phun vương chi vương phun đoạn tràng nằm ở thụy liên phía trên không lo lắng phơi ánh mặt trời thập phần thích ý bây giờ mới có thể nằm vào trước mười đi lão tử thật đúng là thông minh chỗ này hoàn toàn là vì ta mà chuẩn bị a à, phun vương chi vương phun đoạn tràng tự nhủ quả hạch tường mầm móng mang đến quá ít nếu không trực tiếp ở chỗ này vòng địa vì vương, hắn ở chỗ này xưng vương xưng bá, những người còn lại chính là kinh sợ cầu sinh. Hoàn toàn tạo thành hai cái hình ảnh, một bên cuốn quanh trong biển còn dơ truyền tin chiếc nhẫn, livestream đến hắn ở chỗ này cuộc sống hạnh phúc, ta dời ạ, à, người này thấy thế nào đều cảm giác không giống như là đi thử luyện a, à, nhà ngươi thực tập có thể là cái bộ dáng này. Hắn hoàn toàn chính là khách du lịch được không? lại nói kia trăm năm tiểu bình phun nắm xem thật kỹ a à. ta mới vừa nhìn một chút bọ hung tình huống hắn một bên chạy thoát thân một bên livestream cũng thật là làm khó hắn bây giờ livestream thật giống như cũng chỉ có bọ hung cùng cái này bình xịt nhân gia đang chạy trối chết bình xịt ở chỗ này hưởng thụ lên thật dời ạ à làm người tức giận a à. phun vương chi vương phun đoạn tràn quay đầu liếc nhìn đạn mạc khóe miệng giật một cái mắng ghen tị cái gì ngươi có bản lãnh môn cũng tới đánh ta a à? nếu như lão tử một chút nhíu mày lão tử chính là các ngươi ba đối với hắn phách lối tự nhiên đưa tới số lớn người chơi bất mãn tiểu tử này hoàn toàn chính là nhẹ nhàng không chịu qua xã hội đánh dữ dội chính là không biết rõ làm sao mới có thể sống xuất sắc a à? trước nhất cái kiêu ngạo như vậy nhưng là bọ hung hắn hiện tại cũng không dám phách lối nữa một mình ngươi bình xịt thật cho là có thể ở bên trong môn phái sông pha tiếp tục a à? ta lớn như vậy sẽ không chịu qua đánh, các ngươi có bản lãnh tới đánh ta a? À? phun vương chi vương phun đoạn tràng nhìn chầm chầm livestream hình ảnh nói, không phải ta thổi, ngươi liền môn những người này, ta một người có thể đánh 10, lúc này. Một cái đạn mặt chậm rãi phiêu tới, từ niệm, tam cái dấu hỏi trong nháy mắt để cho bình phun đoạn trường bình tĩnh lại, trò chơi này bên trong đắc tội ai cũng đi, thì là không thể đắc tội bọn họ cái này trưởng môn, đó là thật sẽ đồng thủ đánh, từ ca đừng hiểu lầm ta không phải ghim ngươi, ta là nhằm vào bọn họ những thứ này xa điêu, phun vương chi vương phun đoạn tràn lại cười nói, từ ca ăn rồi chứ. Ta ở chỗ này đánh hạ một mảnh giang sơn. Chờ ta ngủ trưa phải đi khuếch trương đại địa bàn. Chương 395, bắt đầu danh tình cảnh, thực vật đại chiến cuốn chiếu bầy, ở bí cảnh bên trong, không có thời gian khái niệm, thậm chí ở chỗ này ban ngày cùng đêm tối cũng phân không rõ ràng, bất đồng trong khu vực tồn tại bất đồng khí trời tình trạng, thậm chí ở có nhiều chỗ, ban ngày sẽ xuất hiện năm sáu cái thái dương, ở loại địa phương này đảng sinh ra yêu vật đã không thể theo lễ thường tới đánh giá. Một khi bị phân tán ở những khu vực này trung, sống tiếp độ khó cũng tăng lên rất nhiều, có người thậm chí cũng đi không bao xa liền bị vội và truyền tống rời đi bí cảnh, người chơi môn cũng biết rõ một điểm này, trước tiên liền lựa chọn lẫn nhau bảo đoàn, dưới mắt lựa chọn tốt nhất chính là ở phun vương chi vương phun đoạn tràn chỗ bên trong khu vực bảo đoàn, đây mới là trọng yếu nhất. Không giờ phút này quá phun vương chi vương phun đoạn tràn lại lợi dụng truyền tin chiếc nhẫn, bắt đầu cùng còn lại người chơi đối tuyến, về phần bí cảnh trung lão mặt bọn họ, đã sớm bị hắn quên mất, ngọc hoa tiên tông trung, sở hữu tiền bối cao nhân cũng không khỏi pháp biết được bí cảnh trung tình huống. Nhưng theo Đại Mộng Tiên Tông cùng Ngọc Hoa Tiên Tông lấy ra truyền tin chiếc nhẫn, để cho bọn họ cũng biết một ít tin tức, bất quá càng nhiều là là bọn hắn khiếp sợ và kinh ngạc, đây rốt cuộc là gì pháp khí, lại còn có thể liên lạc với bí cảnh bên trong tình huống, mộng phong cốt hâm hở, nắm truyền tin chiếc nhẫn đắc ý nói, la nguyên, bảo vệ tốt ngươi các sư đệ sư muội trước tìm huyền hoàng phái đệ tử, ta xem bọn hắn bên kia tự hồ thật an toàn. Giờ phút này hắn liền cùng từ niệm đứng chung một chỗ, nhìn trước mặt từ niệm trong màn ảnh phun vương chi vương phun đoạn tràng, hắn liền không nhịn được hâm mộ đứng lên, đệ tử của mình ở bên kia kêu đánh tiếng kêu dết, nhân gia đệ tử đã đánh hạ một khu vực, hơn nữa còn ngủ lấy rồi, không hâm mộ không được a, à, trên lệch này không phải lập tức liền xuất hiện sao. Bạch Ngọc Tiên tử nghe được lời nói của hắn, cũng là trước tiên liên lạc các nàng Ngọc Hoa Tiên Tông đệ tử, làm cho các nàng mau sớm tìm tới huyền hoàng phái đệ tử, chỉ cần cùng cái này nói chuyện không thế nào dễ nghe đệ tử hợp tác. Vậy bọn họ đệ tử tuyệt đối có thể vững vững vàng vàng tiến vào top 100 hàng ngũ, Ma Hoàng cũng tò mò nhìn bên này, nhẹ giọng hỏi, đây là các ngươi nhân tộc tân luyện chế được pháp khí sao? Đúng, bất quá không phải trung vực nhân luyện chế, bọn họ còn không có bản lãnh này, Mộng Phong cốt vẻ mặt đắc ý nói tiếng, lời này cũng là để cho trung vực không ít tu sĩ tức sắc mặt khó coi, đặc biệt là những thứ kia giỏi luyện khí tu sĩ, từng cái hận không được đem Mộng Phong cốt bóp chết, nói cái gì đây là cái gì gọi là không phải trung vực nhân luyện chế, nhân gia ma hoàng hỏi là nhân tộc. Lời này của ngươi là ý gì? Chúng ta trung vực nhân tộc chẳng nhẽ liền không phải nhân tộc một thành viên, phụ hoàng, đây là huyền hoàng phái luyện chế truyền tin chiếc nhẫn, ta cũng có một quả đây, Lucifer, lưu ly dơ từ bản thân tay, khoe khoang nói, phụ hoàng ngươi xem, ta là bỏ hung cho ta, hắn vừa nói chiếc nhẫn rất lợi hại, để cho ta có thời gian liên lạc bọn họ, có thể các ngươi một mực đánh nhau ta cũng không có cơ hội liên lạc hắn nghe nói như vậy mà hoàng sắc mặt hơi đổi một chút không biết rõ tại sao bây giờ hắn nghe được bọ hung danh tự này liền không nhịn được muốn động thủ bất quá tiểu tử này vẫn tính là có chút lương tâm biết rõ cho chính mình nữ nhi đưa như vậy một cái tốt lời nói của nàng cũng để cho chung quanh xem náo nhiệt không ít chủng tộc kinh hãi đây là huyền hoàng phái luyện chế chẳng nhẽ có phải hay không là mỗi một nhân tộc đều có sao, yêu tộc cửu vĩ yêu hồ tộc trưởng do dự hồi lâu, túng yêu kiều dáng người, sau lưng chính cái đuôi chậm rãi đung đưa, yêu mị con ngươi cũng rơi vào trên người từ niệm, sau một khắc, liền thấy nàng đi lên, nhẹ giọng hỏi, từ trưởng môn, không biết rõ các ngươi này truyền tin chiếc nhẫn có thể hay không có thể bán cho chúng ta yêu tộc một ít. Lời này nhất thời để cho những chủng tộc khác đều là hơi khói sáng lên, bọn họ có thể nhìn ra tới đây truyền tin chiếc nhẫn chỗ thần kỳ hoàn toàn chính là một cái ăn gian tồn tại a à. truyền tin thủ đoạn bọn họ tự nhiên cũng có nhưng là ở bí cảnh bên trong gần như dùng không ít đặc biệt là bí cảnh bên trong không liên lạc được bên ngoài bọn họ đệ tử có hay không an toàn cũng không rõ ràng nhưng huyền hoàng phái luyện chế truyền tin chiếc nhẫn đây lại có thể làm được một điểm này hơn nữa nhìn tình huống tự hồ này truyền tin chiếc nhẫn không chỉ là có thể truyền tin a à vật này là ta những đệ tử kia luyện chế, chư vị muốn lời nói có thể cùng đệ tử của ta hỏi tình huống cạn kẽ, từ niệm nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, vừa dứt lời, bên cạnh mộng phong cốt trước tiên mở miệng nói, chúng ta đại mộng tiên tông đã cùng huyền hoàng phái đệ tử đạt thành hiệp nghị. Bọn họ luyện chế truyền tin chiếc nhẫn là do chúng ta bán ra, chư vị muốn lời nói rất đơn giản, 15 linh tinh một quả, 15 linh tinh một quả truyền tin chiếc nhẫn, ngươi tại sao không đi cướp, Tại chỗ chúng tộc, có chút có lẽ không thèm để ý những thứ này linh tinh, nhưng có chút nhưng là liền một quả linh tinh cũng không lấy ra được a, à, nghe được lời nói của hắn. Bạch Ngọc tiên tử cũng không nhịn được nhíu mày, nàng cũng là từ nơi này Huyền Hoàng phái trực tiếp lấy hàng, nhưng giá tiền là dựa theo 10 linh tinh một quả mà tính, ai có thể nghĩ tới, này Mộng Phong cốt cư nhiên như thế lòng giả ác độc, qua tay liền 15 linh tinh một quả trung vực truyền tin chiếc nhẫn bán ra là do chúng ta ngọc hoa tiên tông phụ trách chư vị nếu là muốn lời nói có thể tìm ta bạch ngọc tiên tử vừa nói cũng lấy ra chính mình truyền tin chiếc nhẫn người tốt vậy làm sao mỗi một người đều có không chỉ là mộng phong cốt cùng bạch ngọc tiên tử thậm chí đại mộng tiên tông trưởng lão ngọc hoa tiên tông trưởng lão nam châu những tông môn thế lực khác tu sĩ bọn họ gần như trong tay mỗi người có một cái truyền tin chiếc nhẫn hơn nữa hiện ở mỗi một người đều vênh váo nghênh ngang khoe đứng lên. Mộng tông chủ, quý tông có còn hay không dư thừa? Chúng ta yêu tộc yêu cầu một ít, ta hải tộc cũng muốn này truyền tin chiếc nhẫn, chư vị hẳn cũng biết rõ ta hải tộc địa phương rất lớn, tồn tại không ít bí cảnh, cho nên mong rằng mộng tông chủ có thể nhiều đều một ít, chúng ta hỏa linh tộc cũng phải, cứ dựa theo 15 linh tinh một quả, trung vực tu sĩ muốn mua là tiền bạch ngọc tiên tử sao? không biết rõ Bạch Ngọc Tiên Tử bên này còn có bao nhiêu loại này truyền tin chiếc nhẫn. Bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, trong nháy mắt, mỗi cái chủng tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều bắt đầu hạ đơn đặt hàng, mộng phong cốt trên khuôn mặt già nua cũng là cười nở hoa, muốn biết rõ bọn họ từ huyền hoàng phái trong tay lúc thu sau khi có thể không phải cái giá tiền này, qua tay liền trực tiếp bán 15 linh tinh. Thật là kiếm bộn rồi, quả nhiên, đi theo huyền hoàng phái đi, bỗng nhiên dừng lại cũng có thịt ăn a. À, từ niệm không có phản ứng đến hán môn, ngược lại là nhìn mình chầm chầm truyền tin chiếc nhẫn, bắt đầu liên lạc phung vương chi vương phung đoạn tràng. Từ niệm, ngươi nhiều chú ý một chút bốn phía, bỏ hung khoảng cách nơi này ngươi cũng không xa, hắn gặp chút phiền toái, ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Đang định ngủ trưa nghỉ ngơi phung vương chi vương phung đoạn tràng, thấy tin tức này cũng là lập tức liền làm đứng lên, từ ca ngươi mẹ nó yên tâm, ta nhất định đem bọ hung này tôn tử cho chăm sóc kỹ. Phun vương chi vương phun đoạn tràn vỗ ngực bảo đảm một tiếng, sau đó từ thụy liên bên trên đứng lên, chạy về phía tối biên giới quả hạch tường bên kia, mượn dưới đất trôi mây ký thác dơ. Hắn trực tiếp lên quả hạch tường, đứng ở phía trên ngắm nhìn xa xa, nói thật, hắn thì không muốn quản bọ hung, này tôn tử quá khinh người, nhưng nếu từ ca cũng lên tiếng, hắn cũng chỉ đành làm theo huống chi nếu như lần này ở trong bí cảnh cho huyền hoàng phái ném nhân, đến thời điểm trở về từ niệm nhưng là phải tìm bọn hắn tính sổ, bọn họ 10 người là một đội ngũ. Hay là trước chiếu ứng lẫn nhau một chút tốt, bọ hung bên này, hắn cũng mở ra livestream, giờ truyền tin chiếc nhẫn phát như điên chạy, sau lưng lục triều như vậy cuốn chiếu không ngừng theo sát. Dọc theo con đường này hắn cũng gặp phải một ít tham dự thực tập chủng tộc, nhưng tiếc là bị cuốn chiếu ăn, liền cạn bã đều không lưu lại a. À nhìn bọ hung tê cả da đầu, may hắn sẽ phong hệ pháp thuật. Một đường như phát điên trốn đi qua, này mới bảo vệ được mạng nhỏ mình, lão đại, hướng bên phải hoang nguyên chạy, bình xịt ở trong hoang nguyên chờ ngươi đấy, bỏ hung ngươi nhanh hướng hoang nguyên bên kia chạy a, à. đừng tại chạy về phía trước, bình phun đoạn trường đã bắt lại hoang nguyên mảnh khu vực kia rồi, này tôn tử làm gì cái gì không được, chạy trốn hạng nhất a. À. Này cũng không có tử, Mới từ bệnh xịt livestream giang tới liền thấy bọ hung đang chạy trối chết, hiếu kỳ hắn chạy thế nào nhanh như vậy, mắt liếc livestream giang đạn mạc, bọ hung cũng hơi kinh ngạc, phun vương chi vương phun đoạn tràng ở trên vùng hoang dã, hơn nữa còn đánh hạ một mảnh giang sơn, ngoà tàu, không nói sớm, này phá thảo nguyên cấm không, hắn chỉ có thể một đường dựa vào chạy. Đoạn đường này tới quỷ biết rõ hắn chạy bao lâu, lúc này, hắn liền đổi phương hướng, lập tức hướng hoang nguyên bên kia vọt tới tốc độ càng là nhanh tới cực điểm, sau lưng cuốn chiếu bầy cũng truy chương gia tăng, hoang dã trên, phun vương chi vương phun đoạn tràn đánh thẳng hà hơi chờ đây, liền thấy xa xa thiên địa tiếp nhận địa phương, một mảng lớn màu xanh đậm đợt sóng liền tràn tới. Mà tàu, kia đồ chơi gì, phun vương chi vương phun đoạn tràn lập tức đứng lên, kinh hoàng nhìn bên kia, này dời ạ à, trong hoang nguyên còn có sóng biển. Hay lại là màu xanh đậm? livestream Giang lập tức đã có người giải thích cho hắn đứng lên, biết được là bọ hung bị đuổi giết, mà kia màu xanh đậm đồ vật chính là đuổi giết bọ hung đồ vật, sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi, đồ chơi gì, ngươi nha chạy thoát thân thì coi như xong đi, trả thế nào đem địch nhân dẫn tới, hướng 3 giờ, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Đánh tan đạo kia màu xanh đậm lãng vương chi vương bình phun đoạn trường lập tức truyền đạt mệnh lệnh, cây cải bắp cầu thủ ném bóng. Hạt bắp cầu thủ ném bóng dưa hấu cầu thủ ném bóng còn có hàng băng dưa hấu hàng băng quả đậu xạ thủ cũng cho ta hung hăng đánh súng máy xạ thủ đừng cho ta lười biến, cũng cho ta đánh vào chỗ chết cái gì yêu vật chó má tinh anh lão tử hôm nay đánh tinh anh đem bọn họ trực tiếp cách trở ở hoang dã bên ngoài không nên để cho bọn họ đến gần chúng ta bàn roi mây chuẩn bị đem ân đào quả bom mìn khoai tây hỏa bạo hột tiêu cũng đưa đi cho ta nổ chết đám này yêu vật tinh anh kèm theo hắn dứt tiếng nói, đất hoang bên trên thực vật cũng rối rít động bắn ra, hướng về phía ba giờ hướng gió bắt đầu pháp khí công kích, hạt bắp ca nông ở ở giữa nhất phát ra, to lớn bắp ngô lớn pháo chậm rãi bay ra ngoài, mang theo một cổ khí tức hủy diệt, tràn đầy thiên ngọc thước. Cây cải bắp, dưa hấu, hàng băng dưa hấu hướng cuốn chiếu bày đập xuống, lớn lớn nhỏ nhỏ quả đậu càng là liên tiếp không ngừng bay bắn ra, trong nháy mắt bình tĩnh trong hoang dã thật là có thể nói đẹp như họa tình cảnh, gọi như vậy chiến tranh, đây chính là, liều mạng chạy trốn bỏ hung nhìn đầy trời đồ vật đập xuống, hù dọa hắn ông lấy đầu liền hướng mặt trước chạy. Đột nhiên, một cái ý vào tức cười mặt đại anh đào rơi vào bên cạnh, sau đó tại hắn nghi ngờ biểu tình hạ không ngừng bành trướng, chờ chút, cái này mặt mày vui vẻ có chút quen thuộc A, à, bình xịt thực vật, nếu như là plan VSC. Zombie lời nói, kia anh đào không phải là đối ứng, oanh, to lớn đánh vào trực tiếp đem bọ hung cho hất bay ra ngoài, thật nhân ở trên vùng hoang dã lật lăn lông lốc vài vòng sau đụng vào trên đá mới dừng lại. Ngoạ tàu, ngoạ tàu, ngoạ tàu, bỏ hung nhìn phía sau cảnh tượng, trợn mắt hốc mồm nói, anh đào quả bom ở bên cạnh ta nổ, này giờ à rốt cuộc ai mới là địch nhân à. Chương 396, chân nam nhân mới có thể Tỷ thí màu xanh đậm cuốn chiếu đợt sóng cuốn tới, ở thảo nguyên biên giới tạo thành một bộ kinh người tình cảnh, nhưng là nghênh đón bọn họ nhưng là một cái khác bức tranh phong cảnh, đủ loại thực vật, hướng về phía cuốn chiếu đợt sóng xuất thủ, đầy trời dưa hấu, cây cải bắp, hạt bắp, cây hương bộ đâm vân vân, vân phô thiên cái địa rơi xuống. Trên mặt đất càng là xuất sắc tuyệt luân, kèm theo hạt bắp ca nông bay động, chung quanh trải rộng đủ loại công kích thủ đoạn, quả đậu, hàng băng quả đậu, Tiên nhân trưởng đâm liên tiếp không ngừng bay ra ngoài, có thể nói là hỏa lực hung mạnh. Còn như vậy hỏa lực bao trùm bên dưới, cuốn chiếu đợt sóng lại cũng bị bức ngừng lại, nổ tung hàng băng dưa hấu nổ tung, trực tiếp hạn chế cuốn chiếu đợt sóng đường đi. Hơn nữa anh đào quả bom, hỏa bạo hột tiêu tập kích, trong nháy mắt sẽ để cho cuốn chiếu đợt sóng xuất hiện trống chỗ, còn lại công kích thủ đoạn cũng là chưa bao giờ dừng lại, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng rơi xuống mới vừa rồi còn cực kỳ kinh người cuốn chiếu đợt sống, ở thực vật công kích bên dưới, có thể nói là thương vong hơn nữa, thậm chí ngay cả đến gần cũng không có biện pháp nào. Bỏ hung thấy này nghiền ép thức chiến tranh tình cảnh, cũng là không nhịn được hít một hơi lạnh khí, không thể không nói, phun vương chi vương phun đoạn tràn quả thật có chơi đùa tán nhân tư bản, đây hoàn toàn luôn chỉ có một mình quân đoạn A. Khó trách có thể trở thành phiên bản bốn người chơi trung duy nhất chiến lực trước 10 người chơi liền phần thực lực này đã có thể càng quét toàn bộ phiên bản bốn người chơi rồi được rồi đừng nói là hắn coi như là ngọc hoa tiên tông các vị đại lão thấy một màn như vậy cũng nhiều không nhìn được tê cả da đầu bọn họ khi nhìn đến cuốn chiếu đợt sóng một khắc kia đều cảm giác được một tia tay chân lạnh như băng đồ chơi này bọn họ quen thuộc a năm đó xuất hiện ở thảo nguyên khu vực nhân không có một người sống sót có thể nói ở trên thảo nguyên cuốn chiếu đợt sóng chính là lớn nhất kinh khủng nhưng bây giờ thì sao cuốn chiếu đợt sống lại bị đánh quân lính tan rã toàn bộ màu xanh đậm đợt sống cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi mẹ hắn đây mới thực sự là đại chiến người này thật là đáng sợ a à? một người chiếm cứ hoang dã không nói lại còn ở trên vùng hoang dã bất ngừng cuốn chiếu đợt sống người này một người có thể sánh vai một phe thế lực rồi buồn cười lão phu trước đây còn hoài nghi người này cho là hắn chỉ là gặp vận may bây giờ nhìn lại là lão phu ếch ngồi đáy giếng thế gian này lại còn có này đợi thủ đoạn, như thế xem ra, chỉ cần đợi ở nơi này hoang dã trên, top 100 vị trí cơ hồ là vững vững vàng vàng rồi, huyền hoàng phái 10 tên đệ tử, có lẽ thật muốn chiếm cứ trước 10 nữa à, mọi người tháng phục sau khi. Cũng không quên nhìn về phía trước mặt từ niệm mang ảnh, từng cái trận to hai mắt, không thể không nói, phun vương chi vương phun đoạn tràn ngón này chiến trận cách chơi, đúng là chơi đùa ra tinh túy, một người chính là một cái quân đoàn toàn bộ hoang dã sợ rằng cũng không có người nào có thể có thể cùng hắn đánh một trận, từ niệm cũng là không nghĩ tới bình phun đoạn trường lại có thể chơi đùa ra tiêu đến. Thật sự là ở trong game chơi đùa Plan VSC. Zombie nữa à, không đúng, là đại chiến cuốn chiếu, xem ra chính mình nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, còn phải dựa vào bình phun đoạn trường người này, chỉ cần người chơi môn đều tụ tập ở hoang dã nơi này, khi tiến vào top 100 hay lại là nhẹ nhàng thoải mái phía sau gần như có thể nằm rồi, phun vương chi vương phun đoạn tràn quả thật cho hắn một cái kinh hỷ a. À. Mộng phong cốt nhìn kia càng quét tình cảnh, thấp giọng nói, từ trưởng môn, chúng ta đại mộng tiên tông đệ tử mặc dù nhiều một chút, nhưng trước mười vị trí chúng ta không cước, ngươi xem có thể hay không để cho ta những thứ kia vô dụng đệ tử cũng đi các ngươi bên này, cái này tự nhiên không thành vấn đề, mộng tông chủ nói cho là nguyên bọn họ liền có thể, từ niệm nhẹ nhàng gật đầu, La Nguyên bọn họ cùng ta những đệ tử này đều biết. Đến thời điểm bọn họ tụ tập lại cũng có thể náo nhiệt một ít. Nghe nói như vậy, Mộng Phong cốt cặp mắt sáng lên, vội vàng liên lạc La Nguyên bên này. Giờ phút này La Nguyên chính mang theo các sư đệ sư muội chạy thoát thân đâu rồi? Suy nghĩ mau sớm chạy tới đổi một có bên này. Dù sao hoàng giả bên này nhưng là có Huyền Hoàng phái đệ tử, tìm được những đệ tử này, bọn họ cũng có thể an toàn không ít. Nhìn Mộng Phong cốt truyền tin tới hắn là như vậy vội vàng tiếp thông tới bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét lão đầu tử ngươi muốn làm gì ta bây giờ không thời gian nói với ngươi chính chạy thoát thân đây là nguyên thanh âm truyền tới hoàn toàn chính là mắt không tôn trưởng tư thế lời này để cho mộng phong cốt cũng là khóe miệng nhăn nhúm này xú tiểu tử thật là càng ngày càng không đứng đắn rồi trong mắt hoàn toàn không có chính hắn một sư tôn a à, xú tiểu tử ngươi hết mau dẫn những đệ tử khác đi hoang dã bên kia, từ trưởng môn đã đồng ý các ngươi đi qua, mộng phong cốt lạnh lùng nói, khác cho lão tử mất mặt, đi qua hậu ký thái độ của được để tốt điểm, nhiều cùng huyền hoàng phái đệ tử trao đổi một chút. Biết, La Nguyên nói xong cũng tắt liền truyền tin, cũng lười cùng mộng phong cốt tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, mà đang khi hắn tắt máy truyền tin một khác kia, một đạo bóng người từ bên cạnh tàn cây trung nhảy ra, đại mộng tiên tông đệ tử tất cả đều là không nhìn được nhìn sang, chỉ thấy một người mặc quần áo màu xanh đệ tử trẻ tuổi bay ra, trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Nhìn người tới, La Nguyên cũng không nhìn được dừng bước, lạc thần quân, người có ý gì, La Nguyên mắt liếc sau lưng đuổi vết hắn môn yêu vật, lạnh lùng nói, ta không thời gian và tán phím luận địa, tránh đường ra đi, không sai, ngăn cản ở trước mặt bọn họ chính là lạc thần quân bất quá ánh mắt của lạc thần quân nhưng Thủy chung nhìn chầm chầm mấy cái mở ra livestream đệ tử. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút bọn họ đang làm gì, đồng thời đi, hợp tác mới có thể rời đi nơi này, ánh mắt của lạc thần quân trở lại trên người La Nguyên, mở miệng nói ra chính mình dự định, hắn không có đụng phải hạo nhiên thư viện những đệ tử khác, ngược lại thì trước thời hạn gặp La Nguyên người bạn cũ này, bây giờ vừa vặn cùng đối phương đồng thời hợp tác. Tranh thủ tiến vào trăm người đứng đầu, Đương nhiên, hắn lạc thần quân chân chính mục tiêu cũng không chỉ là top 100, mà là trước 10, tiền tam, thậm chí là đệ nhất vị trí. Hắn là như vậy từ Bắc Hoang đi ra, nếu huyền hoàng phái nhân cũng có thể làm được một bước kia, hắn đường đường đại càng vương triều người sáng lập, chẳng nhẽ lại không được sao, cả đời này. Hắn lạc thần quân muốn quân lâm thiên hạ, ngươi đại gia, là nguyên cũng không thèm để ý hắn, mang theo sư đệ sư muội cứ tiếp tục chạy thoát thân. Về phần nói Lạc Thần Quân muốn phải như thế nào, bây giờ hắn cũng không can thiệp được, một khi ở chỗ này dừng lại, sau lưng yêu vật tất nhiên sẽ đuổi theo, đến thời điểm bọn họ đại mộng tiên tông chắc chắn phải chết a. À. Lạc Thần Quân, không phải ta không giúp ngươi, bây giờ ta cũng coi là Huyền Hoàng phái một trong đệ tử, ta cũng không cách nào giúp ngươi a." À. La Nguyên vừa chạy vừa nói, "Ngươi và từ niệm ân oán ta không có cách nào nhúng tay, bây giờ chúng ta phải đi Huyền Hoàng phái đệ tử chỗ vị trí." ngươi chắc chắn phải cùng chúng ta đi đến thời điểm có thể chớ liên lụy ta lời nói của hắn cũng là để cho đại mộng tiên tông đệ tử có chút khiếp sợ cái này kêu lạc thần quân hạo nhiên thư viện đệ tử lại cùng tự niệm có ân oán làm sao có thể lạc thần quân mới bất quá là một kim đang cảnh giới mà tự niệm nhưng là hàng thật giá thật hợp thể cảnh giới nữa à hắn thế nào trêu chọc đến tự niệm chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia kêu huyết nữ yêu hoa mị chi thể nữ tử mở ra livestream đệ tử, tự nhiên cũng sắp mới vừa nói ra cho truyền ra ngoài. Không ít đại mộng tiên tông đệ tử thấy một màn như vậy, cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí, huyền hoàng phái cũng đều là nhiều chút ngoan nhân, cái này là thần quân lá gan cũng quá lớn một chút chứ, đại mộng tiên tông ngũ trưởng lão nhìn đến đây, không nhìn được ngẩng đầu nhìn từ niệm bọn họ, mới vừa nói ra nhưng là có không ít người đều nghe được, bây giờ bọn hắn đều nhìn về từ niệm bên này tự niệm tự nhiên cảm giác được, quay đầu cười nói, thực ra chư vị không cần hiếu kỳ, ta trước đây tên là Lạc Ngọc Thư, cùng Lạc Thần Quân là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đương nhiên, hắn hiện tại đã không phải ta huynh đệ, cổ thân thể này bên trong có thể không phải Lạc Thần Quân linh hồn, mà là một người khác, nghe vậy, tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan trọng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gô nhân ngư, người cá, người lùng hô biết, người lùng người lùng hay đến các chủng tộc ở ma giới như mị ma đều có. Chương 397, chân nam nhân mới có thể tỉ thí. 2. Cái này gọi là lạc thần quân hạo nhiên thư viện đệ tử, lại là bị người cho đoạt xá, nói như vậy, từ niệm cùng lạc thần quân giữa ân oán, bọn họ ngược lại cũng có thể đoán được một chút đệ tử của mình bị người đoạt xá nói cách khác đệ đệ mình đã chết làm ca ca từ niệm nhất định là muốn báo thù khó trách a à? khó trách trước từ niệm đối hạo nhiên thư viện như vậy khó chịu thì ra như vậy còn có như vậy một mối liên hệ hạo nhiên thư viện nhân cũng là thần sắc lúng túng bọn họ chiêu thu đệ tử nhưng cho tới bây giờ không nhìn đệ tử xuất thân bối cảnh như thế nào hoàn toàn chính là nhìn đệ tử thiên phú có thể ai có thể nghĩ tới trong con mắt của bọn họ thiên phú đệ tử lại là một bị đoạt xá tồn tại nói cách khác trước mắt lạc thần quân cũng không phải là chân chính lạc thần quân từ niềm cười cười nói chuyện này là ta cùng lạc thần quân sự tình cùng hạo nhiên thư viện chư vị không có quan hệ chỉ cần hạo nhiên thư viện không mạnh hơn đầu chúng ta đây huyền hoàng phái cũng sẽ không như thế nào nghe nói như vậy hạo nhiên thư viện nhân cũng thở vào nhẹ nhõm trước phi tiên tông kết quả bọn họ nhưng là rõ mồn một trước mắt vạn nhất cái này từ niệm nổi lên xuống tay với bọn họ vậy coi như thật là một cái đại phiền toái rồi từ niềm cũng sẽ không phản ứng đến hắn môn ngược lại là yên lặng nhìn truyền tin trên mặt nhẫn màn ảnh về phần lạc thần quân bên này hắn tự nhiên sẽ tự mình đồng thủ hết thảy các thứ này cũng là bởi vì lạc thần quân bắt đầu vậy dĩ nhiên cũng nên do lạc thần quân mà kết thúc bí cảnh bên trong lạc thần quân nghe được la nguyên lời nói tâm lý không nhịn được cảnh giác, nếu như mình đi theo Huyền Hoàng phái đệ tử bên kia, chỉ sợ những đệ tử kia sẽ ra tay với hắn, đến thời điểm hắn chắc chắn phải chết, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể đi theo La Nguyên đi, La Nguyên, ngươi biết rõ ta tình huống. Các ngươi đã phải đi tìm Huyền Hoàng phái nhân, ta đây sẽ không tùy các ngươi đi trước, Lạc thần quân mạnh đổi lại phương hướng, hướng bên kia trốn tới, hắn thấy, cái này bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng là so với chủ động đi tìm huyền hoàng phái đệ tử chịu chết cường nhìn lạc thần quân rời đi la nguyên cũng là hừ lạnh một tiếng la sư huynh bọn họ và huyền hoàng phái có thù oán đã như vậy chúng ta tại sao còn muốn bỏ qua cho hắn một cái đệ tử mở miệng hỏi rồi âm thanh la nguyên lạnh lùng nói chuyện này thực ra còn có ta vấn đề thả hắn rời đi coi như là còn ân huệ cuối cùng muốn biết rõ ở đại càng vương triều thời điểm hắn là như vậy chủ mưu sau màn một trong, hắn hiện tại đã khí ám đầu minh rồi, nhưng khi năm huyền hoàng phái đệ tử tiến vào hoàng cung thời điểm. Hắn và lạc thần quân nhưng là trù tính hết thảy, biết rõ chuyện này bây giờ cũng chỉ hắn cùng từ niệm mà thôi, ở huyền hoàng phái đệ tử bên này, bọn họ nhiều lắm là chính là biết rõ lạc thần quân là năm đó chạy trốn bút một trong thôi, về phần la nguyên tình huống. Ở trong mắt bọn họ chính là một hệ thống an bài NPC, hoang dã trên, ở thực vật ngăn cản bên dưới. Cuốn chiếu đợt sống dần dần thối lui, Thảo Nguyên lần nữa lộ ra nó ngay ngô diện mạo, bọ hung cũng từ đá phía sau bò ra, nằm ở một bên từng ngụm từng ngụm thở hào hển, quá kích thích rồi, một đường bị đuổi theo chạy, đi ngang qua rồi Thảo Nguyên không nói, vẫn còn ở cuối cùng thấy được một màn thực vật đại chiến cuốn chiếu tình cảnh, lần này phó bản, với hắn mà nói nhất định chính là kích thích quá mức. Bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Phun vương chi vương phun đoạn tràng nhìn phía xa bọ hung, hùng hùng hổ hổ nói, tôn tặc ấy, ngươi còn dự định nằm tới khi nào? Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một bộ quan tài đi ra, nghe vậy, bọ hung một cái lý ngư đã đỉnh liền xoay mình lên, sau đó vừa đi một lần hướng về phía phun vương chi vương phun đoạn tràng hô lớn, ngươi một cái bình xịt ở nơi nào mắng ai đó một ngày không mắng chữ người ngươi có phải hay không là cả người không thoải mái ha ta chính là ngứa gia tính sao ngươi có bản lạnh tới đánh ta a à? phun vương chi vương phun đoạn càng vẻ mặt ghét bỏ đều là nổi tiếng nhân chém chém dết dết tính là gì a à? có dám hay không so với chân nam nhân mới có thể so với bỏ hung cũng là một tính xấu vén tay áo lên liền kêu một tiếng phun vương chi vương phun đoạn càng mắng to ngươi một cái tôn tặc sẽ còn so với chân nam nhân mới so với Ngươi mẹ nó vẫn tính là nam nhân sao? Trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi không phụ lòng nam nhân tiếng xưng hô này sao? Hắc, ta đây cái bạo tính khí, lão tử trêu chọc người nào, lời này nhất thời để cho bọ hung có chút không vui, ngươi nhà mắng bất quá liền bắt đầu phỉ bán đúng không? Ta cho ngươi đến xem cát. Lucifer, Lưu Ly, Hứa Tình, Liễu Như Yên, Chu Tỷ, mấy cái này nữ chẳng nhẽ không có quan hệ gì với ngươi, phun vương chi vương phun đoạn càng mắng to, Ngươi một cái cặn bã nam Lão tử xem thường nhất chính là ngươi loại này đưa lên quần không nhận người, muốn không phải trưởng môn mở miệng, ngươi cho rằng là lão tử sẽ đến cứu ngươi? Ta dời ạ à, Ngươi đây là phỉ bán a? À. Bọ hung vội vàng giải thích, ngươi chớ nói nhảm. Ta có thể không phải loại người như vậy, ta bọ hung đường đường chính chính, ha ha. Nhìn chạy tới bọ hung, Phun Vương Chi Vương Phun Đoạn Tràng cũng là nở nụ cười lành, nói đi, ngươi muốn cùng thế nào ta so với? liền so với chúng ta tông môn truyền thống như thế nào? Bỏ hung trên trời quả hạch tường, vẻ mặt tự tin, ngươi chắc chắn chứ? Phung vương chi vương phun đoạn tràng cũng là tràn đầy tự tin, tới, bỏ hung vừa nói liền trực tiếp bắt đầu cởi nổi lên quần, bên cạnh phung vương chi vương phun đoạn tràng cũng là theo sát phía sau, hai người cử động này. Cũng là để cho từ niệm phản ứng lại, lúc này liền đóng truyền tin chiếc nhẫn livestream, quá mất mặt, hai tên khốn kiếp này không biết có nữ người chơi cùng nữ npc sao huyền hoàng phái mặt đều bị vứt sạch từ trưởng môn quý phái truyền thống nghe đặc thù ha mộng phong cốt cũng hiểu rõ ra vẻ mặt lúng túng nhìn từ niệm hắn còn tưởng rằng này hai người sẽ đánh một trận không đủ nhất bái cái cổ tay cái gì ai có thể nghĩ tới lại là so với ai khác đi tiểu xa ân đây đúng là chân nam nhân hẳn so với dù sao ai cũng không muốn thừa nhận mình ở đâu phương diện yếu a à. khóe miệng của từ niệm vừa kéo lắc đầu nói này không phải chúng ta môn phái truyền thống mộng tông chủ hiểu lầm nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía huyết nữ yêu bây giờ hắn rất lo lắng mới vừa rồi kia bẩn thiểu một màn làm nhục con mắt của huyết nữ yêu a à. huyết nữ yêu theo bản năng lui về phía sau lui nhìn về phía ánh mắt của từ niệm cũng thay đổi có chút không thế nào thích hợp rồi không chỉ như vậy Bạch Ngọc Tiên tử đợi một đám nữ tu sĩ, cũng là nhìn về phía ánh mắt của từ niệm cổ quái, này thật không phải chúng ta môn phái truyền thống. Từ niệm sậm mặt lại giải thích, ta những đệ tử này suy nghĩ có vấn đề, bọn họ cử động cùng ta cái này trưởng môn không liên quan. Chương 398, bọn họ tắm ánh mặt trời, đứng ở tên là đạo đức điểm cao bên trên, không thể không nói, bọ hung cùng phun vương chi vương phun đoạn tràn hai người tỷ thí, là thật là để cho người sở hữu đều thất kinh, chẳng ai sẽ nghĩ đến, bọn họ tỷ thí phương thức sẽ như thế thấp kém, nhưng chính là thấp kém như vậy phương thức, nhưng cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Giờ phút này bỏ hung tựa vào quả hạch sau tường mặt, vẻ mặt sinh không thể yêu, cặp mắt vô thần nhìn không trung, thua, hắn cái này một dịp thôn trưởng thôn lại thua, dĩ vãng hắn đều là bách chiến bách thắng, người chơi trung không ít người cũng không sánh bằng hắn, nhưng bây giờ hắn lại bại bởi một cái bình xịt đứng ở quả hạch trên tường phun vương chi vương phun đoạn tràng xuân phong đắc ý trong ánh mắt vẻ tự tin sôi trào mãnh liệt có lúc nam nhân lòng háo thắng chính là dễ dàng như vậy bị thỏa mãn người sống dù sao cũng phải có chút lòng háo thắng ta nói bỏ hung về phần ngươi sao bộ dáng kia làm xong giống như không chịu thua như thế phung vương chi vương phun đoạn tràng vẻ mặt ghét bỏ vẻ đường đường một dịp thôn trưởng thôn lại không chịu thua sao? Nghe nói như vậy, bỏ hung khẽ cau mày, vỗ mông một cái nói, ngươi không hiểu, mới vừa rồi một màn kia đều bị livestream đi ra ngoài, bạn gái của ta nhất định phải nghi ngờ năng lực ta rồi, vừa dứt lời, phun vương chi vương phun đoạn tràn liền phun cái máng nói, ngươi quả nhiên là một cặn bã nam, nói cái gì? Nói cái gì đây là, bỏ hung bị lời này làm cho thẳng tiếp xù lông. Đứng dậy giải thích, ta đây có thể tính là cặn bã nam sao? ta đây là muốn cho những tiểu tỷ tỷ đó một cái ấm áp cánh tay mà thôi, ngươi không biết nói chuyện đừng nói là, cáo ngươi phỉ bán có tin hay không, hắn lời là nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là rất hư, dù sao ma hoàng nhưng là cho hắn nói riêng một chút quá, nếu là dám đối Lucifer, lưu ly tiến hơn một bước, vậy tuyệt đối liền quan tài cũng sẽ không có. Nghe một chút, uy hiếp như vậy ai không sợ, bỏ hung mặc dù cả người là mật, có thể cũng không có cường đại đến đi cùng ma hoàng đánh một trận, lấy bây giờ thực lực của hắn, nhân gia ma hoàng muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay, đương nhiên, đối với hắn mà nói tử không coi vào đâu, chỉ cần điểm cống hiến đủ, hắn hoàn toàn có thể vô hạn lần sống lại, hắn sợ là ma hoàng đứng ở điểm hồi sinh cửa. Chờ hắn sống lại sau giết hắn, như vậy có thể liền không có gì trò chơi thể nghiệm cảm, còn chơi một thí A, à, nhưng hắn lại không muốn bởi vì Lucifer lưu ly này một nữ nhân, buông tha liễu như yên, hứa tình hai nữ nhân này, chu tỷ coi như xong rồi, nàng chính là một công cụ nhân mà thôi, chu tỷ, ngươi đại gia, cả nhà ngươi đều là công cụ nhân, ngươi thật đúng là quá vô sĩ. Lão tử không nhìn được nhất chính là ngươi loại này cặn bã nam. Phun vương chi vương phun đoạn tràn khinh bỉ nhìn bỏ hung, nhưng bỏ hung lại lơ đễnh, ngược lại là vẫn lấy làm vinh, tại sao, liền nói riêng về có quan hệ tới mình nữ npc cái nào người chơi có thể so sánh với hắn lão mạc thực lực mạnh lại có thể thế nào không giống nhau cả tay đều không biện pháp dắt ấy ư còn phải mang bao tay cùng uyển uyển dắt tay cái này có gì dùng người a à, phải có nhiều chút mơ mộng mới được Bỏ hung vặn eo bẻ cổ nói ta nói ngươi trong ngày thường cũng như vậy nhàn nhã sao loại nhiều như vậy thực vật sau đó chính mình nằm thắng mắc mới gì tới ngươi bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét phun vương chi vương phun đoạn tràng quay đầu liền đổi mà bắt đầu cùng người này cũng không có biện pháp bình thường trao đổi đối phương không thăm hỏi cả nhà ngươi cũng đã rất tốt bình phun đoạn trường cũng lười lại lý tới bọ hung một người ngồi ở quả hạch trên tường yên lặng nhìn phía xa chờ lão mặt bọn họ xuất hiện bây giờ bỏ hung đều chạy tới hoang dã bên này kia những người khác chắc nhanh a à, đang lúc này một trận mãnh liệt đung đưa cảm truyền tới giống như là động đất một dạng toàn bộ mặt đất đều bắt đầu điên cuồng đung đưa bọ hung bị sợ nhảy lên quả hạch tường sau đó liền thấy để cho hắn tê cả da đầu một màn chỉ thấy xa xa trong mây mù một đạo cao vút trong mây bóng người to lớn đang chậm rãi rục trịch, mỗi một bước hạ xuống cũng để cho trong lòng người căng thẳng ngoạ tàu đây là một đồ chơi gì ngươi đại gia đây chính là phó bản bên trong bốt đi lớn như vậy thân thể còn giải quyết như thế nào sợ cái rắm a à, chúng ta quái vật thợ săn người chơi liền thích loại này đại gia hỏa so với cái này lớn hơn chúng ta cũng làm thịt quá giỏi không nổi các ngươi thật đúng là không nổi a à, quái vật thợ săn bên trong quái vật có thể cùng trước mắt đồ chơi này so với sao phung vương chi vương phun đoạn tràn ngồi xếp bằng ngồi ở quả hạch trên tường nhìn chầm chầm đạo thân ảnh kia nhìn hồi lâu trên mặt lại không có chút nào vẻ kiên kỵ thậm chí ngay cả khiếp sợ cũng không có, rất có một phiên thiên sụp cũng không sợ tư thế, bỏ hung nuốt nước miếng một cái nói, ngươi thế nào không phản ứng. Không thấy như vậy đại ngoạn ý. Thấy được, hơn nữa nhìn đến quá nhiều lần, phun vương chi vương phun đoạn trạng có chút buồn chán nói, tên kia ngay từ đầu quả thật rất đáng sợ, nhưng ta phát hiện hắn cũng cứ như vậy, chỉ có thể đợi ở mảnh này trong mây mù, hắn thấy thân ảnh này tốt rất nhiều lần, ngay từ đầu quả thật rất khiếp sợ, còn lo lắng đồ chơi này xuất hiện ở hoang dã bên này thời điểm chính mình thực vật sẽ xảy ra chuyện nhưng là theo thấy nhiều lần hắn cũng liền phát hiện đối phương tình huống không đúng tinh thần sức lực tại sao đồ chơi kia tự hồ chỉ có thể đợi ở bên kia căn bản là không có biện pháp tới đã như vậy vậy hắn còn lo lắng cái gì có người đến phung vương chi vương phun đoạn tràn chậm rãi đứng dậy sau đó nhìn về phía xa xa chân trời bên xuất hiện một đội người ảnh ước chừng có một hơn 30 người dáng vẻ, tốc độ di động ngược lại không nhanh, nhìn dáng dấp không phải là bị đuổi giết, một bên bọ hung cũng nhìn sang, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là phải làm thánh mẫu chứ, vừa dứt lời, Phung vương chi vương phung đoạn tràn liền quay đầu nói, yên tâm, ta còn không có nhàm chán như vậy, trưởng môn chỉ làm cho ta tiếp nạp đại mộng tiên tông đệ tử. Những người khác muốn đi đâu đi đó, ngược lại nơi này là chúng ta mâm, đùa, chính mình bằng bản lĩnh đánh ra địa bàn, làm sao có thể để cho người khác chiếm cứ bất kể đối phương là cái gì thế lực nhân ở chỗ này kia cũng phải nghe hắn nói không để cho đối phương đợi vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lưu lại xa xa đám người này cũng là lôi kéo mệt mỏi thân thể từng bước một hướng hoang dã đến gần nơi này nhưng là theo của bọn hắn đến gần toàn bộ trong hoang dã tình huống cũng triển hiện ra nguyên vốn phải là không có vật gì hoang dã giờ phút này có một nửa bên trong khu vực mọc đầy đủ loại thực vật, để cho nhân khiếp sợ là, những thực vật này lại còn đều dài hơn một tấm nhân tính hóa mặt, kia từng tờ một mặt mũi nhìn bọn hắn chầm chầm. Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng này mặt mũi biểu tình thập phần cổ quái, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại muốn động tay xung động cảm. Chương 399, bọn họ tắm ánh mặt trời, đứng ở tên là đạo đức điểm cao bên trên hai, phun vương chi vương phun đoạn tràn thực vật, trừ đi một tí trưởng đẹp mắt coi như bình thường bên ngoài, còn lại gần như đều là một tấm tức cười mặt, bất kể là quả hạch tường hay lại là ân đào quả bom, kia tức cười mặt thấy thế nào thế nào làm người tức giận, sư huynh, bên kia chắc có nguy hiểm chứ. Chúng ta hay là chớ nhích tới gần, luôn cảm giác bên kia không thế nào an toàn, nếu không chúng ta lần nữa tìm một chỗ, các ngươi mau nhìn, kia thực vật phía trên có phải hay không là còn có người ngồi, thực sự có người ở chỗ này, chẳng lẽ nói khu vực này cũng là bọn hắn địa bàn sao? Chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi một chút, đám người này thấy có người, trong lòng cũng là trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Đoạn đường này trốn chết, đã sớm để cho bọn họ vạn phần hoảng sợ rồi, vì có thể kiên trì đến top 100 vị trí, bọn họ có thể nói là bỏ ra không ít giá, truyền tống lệnh bài là bọn hắn tranh giới cuối cùng, vốn là bọn họ cũng dự định muốn buông tha, bây giờ thấy có người chiếm cứ hoang dã, không khỏi liền để cho bọn họ có chút kích động, có thể ở nơi này trong bí cảnh chiếm cứ một nơi khu vực. Thực lực kia tuyệt đối vượt qua xa bọn họ có thể so sánh, nếu như có thể cùng đám người này liên hợp lại, bọn họ tiến vào top 100 không phải nhẹ nhàng thoải mái, lúc này, bọn họ liền bước nhanh hơn sông tới, bọ hung nhìn bọn hắn đám người này vọt tới, cũng là không khỏi nhíu mày, người không ra tay. Bọ hung hỏi một tiếng, ta ra không ra tay mắt mớ gì tới ngươi ngươi này tôn tử quản hơi nhiều à phung vương chi vương phung đoạn tràng thiêu mi nói thế nào bị thua ta bây giờ lại muốn kích ta để cho ta cùng đám người này giao thủ lời này để cho bọ hung cũng là bất đắc dĩ đứng lên hắn cũng không có cái ý này làm người chơi trung tối thoải mái nam nhân hắn đương nhiên sẽ không đi làm loại này âm hiểm sự tình hoang dã khu vực này quá lớn bọn họ chiếm cứ địa phương cũng nhiều cho nên chỉ cần đối phương không chỉ có như thế quả hạch tường bên trong, vậy bọn họ cũng sẽ không đi quản, nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, phòng thủ khu vực này, sau đó kéo dài tới tiến vào top 100 hàng ngũ, đám người này đến gần sau đó, dẫn người đầu tiên chật vật tu sĩ vội vàng chắp tay nói, tại hạ tây lĩnh thanh liên kiếm tông đại đệ tử Lưu Vân Khởi, không biết rõ mấy vị là. Huyền hoàng phái, bọ hung nhìn bọn hắn chầm chầm chừng 30 người, câu mày nói, bên này là chúng ta huyền hoàng phái đánh xuống khu vực không hoan nghênh những người khác tới tây lĩnh thanh liên kiếm tông này môn phái tên thật đúng là đủ để cho người ta quen thuộc a à. bất quá hắn lời nói cũng để cho lưu vân khởi bọn họ sắc mặt khó coi huyền hoàng phái danh tiếng bọn họ tự nhiên nghe nói hơn nửa tiến vào bí cảnh thời điểm tông môn trưởng bối cũng đã nói để cho bọn họ ở trong bí cảnh khác trêu chọc huyền hoàng phái nhân bây giờ huyền hoàng phái mạnh bao nhiêu cũng chỉ dựa vào 10 người đệ tử, trực tiếp đem trung vực phi tiên tông tiêu diệt, có thể nói lần này tiến vào bí cảnh tất cả đệ tử trung, huyền hoàng phái đệ tử thực lực tuyệt đối là không cần đưa cường đại. Nhị vị, cũng là nhân tộc tu sĩ, tạo thuận lợi như vậy được chưa, Lưu Vân khởi cao mày, tự hồ không nghĩ cứ như vậy rời đi, huyền hoàng phái hai người đệ tử là có thể đánh hạ vùng này, thậm chí còn có như vậy nhiều lắm là kỳ quái thực vật. Nếu như có thể đợi ở nơi này bọn họ, nhất định có thể vững vàng tiến vào top 100 hàng ngũ, cho nên đối với bọn họ mà nói. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua, phun vương chi vương phun đoạn tràng nhìn chầm chầm Lưu Vân Khởi, ghét bỏ nói, không có phương tiện, nơi này chúng ta không chấp nhận những người khác, lời này có thể khơi dậy thanh liên kiếm tông chúng đệ tử bất mãn, cũng là nhân tộc tu sĩ, các ngươi làm sao có thể như thế vì tư lợi, đúng vậy, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó nơi này yêu vật không được sao lớn như vậy một khu vực các ngươi hai người chiếm đoạt không khỏi quá bá đạo bạn nghĩ đến đám các ngươi huyền hoàng phái là chính phái tác phong không nghĩ tới lại là tà ma ngoại đạo các ngươi làm như vậy cùng nơi này yêu vật khác nhau ở chỗ nào như thế vì tư lợi thế lực nhưng thật là ta nhân tộc sĩ nhục bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét một đám người trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên đắm mình trong ánh mặt trời bắt đầu đối bọ hung cùng phun vương chi vương phun đoạn tràng chỉ chỉ trỏ trỏ mà bắt đầu, tự hồ ở trong mắt bọn họ, huyền hoàng phái thì nhất định phải được ban chủ bọn họ, điều này cũng làm cho bọ hung tức cười, người tốt, trực tiếp liền bắt đầu đạo đức bắt cóc. Xem ra này thanh liên kiếm tông nhân, tư tưởng giác ngộ đều rất thấp, thậm chí ngay cả ngươi cái này tôn tử cũng không sánh nổi a à, liền cái này cũng phối xưng là nhân tộc thế lực, phun vương chi vương phun đoạn tràng khinh bỉ nói các ngươi còn không bằng hải tộc đâu rồi thật là cho nhân tộc mất thể diện các ngươi tông môn trưởng bối không có dạy qua các ngươi đi ra khỏi nhà không muốn làm một cái bình xịt sao hai người hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng dùng đạo đức tới làm vũ khí đám người này thật đúng là suy nghĩ có vấn đề bọn họ đi quan tâm này viết một mình ngươi npc còn có thể theo dây cáp mạng tới đánh ta hay sao ngươi một vị nữ đệ tử bị hai người bọn họ đổi có chút thẹn quá thành giận, cái gì chó má huyền hoàng phái, loại thế lực này đáng đời đời ở Bắc Hoang. Thật là cho nhân tộc mất thể diện, à đúng đúng đúng, các ngươi thanh liên kiếm tông xuất sắc, các ngươi thanh cao, bỏ hung ý vị gật đầu nói, cho nên làm phiền các ngươi đi nơi khác được không? Nơi này chúng ta miếu nhỏ, không tha cho các ngươi, nhìn bọn hắn như vậy vô lại tác phong, thanh liên kiếm tông đệ tử cũng là bất đắc dĩ, làm sao đây? đối phương hoàn toàn chính là lưu manh. Bọn họ căn bản là vậy đối phương không có biện pháp, mạnh bào tự hồ cũng không đánh lại nhân gia, huống chi nơi này nhiều như vậy kỳ quái thực vật, luôn cảm giác những thực vật này có chút vấn đề, nếu quả thật động thủ, bọn họ thanh liên kiếm tông nhất định phải thua thiệt. Lưu Vân khởi yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, nhị vị, chúng ta đợi ở nơi này bên ngoài cũng có thể chứ? Các ngươi chỉ vòng đi lên, này bên ngoài hoang dã hẳn còn không thuộc về các ngươi chứ ồ ngươi người này suy nghĩ nghe cho kỹ sướng bọ hung cũng có nhiều chút ngoài ý muốn đối phương không làm gì được bọn họ cho nên lựa chọn lui mà cầu lần sau có chút ý tứ a à, lúc này phun vương chi vương phun đoạn tràn đột nhiên đứng lên chỉ một cái phương hướng nói uyển uyển cùng đại lang tới chuẩn bị tiếp ứng xuống nghe nói như vậy bọ hung lúc này liền đứng lên nhìn về phía hắn chỉ phương hướng chỉ thấy bên kia hai cái hơi lộ ra chật vật bóng người, chính từng bước một hướng của bọn hắn bên này tới, ở tại bọn hắn thời điểm, còn có một một dạng khói mù đang chậm rãi đến gần, có ba lá, cho ta thổi tan đoạn kia khói mù, phun vương chi vương phun đoạn tràn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Một hàng có ba lá chậm rãi đung đưa, sau đó liền thấy ba mảnh thảo diệp tự như quạt máy một loại bắt đầu chuyển động, thổi ra một cổ nhanh mạnh sức gió, này cổ sức gió chạy thẳng tới xa xa đuổi theo uyển uyển cùng đại lang không uống dược khắc vụ uyển uyển tự hồ bị thương khập khểnh đi đại lang không uống dược sậm mặt lại không lên tiếng trên người trang bị cũng là hư hại nghiêm trọng hiển nhiên hai người gặp gỡ cũng không khá hơn chút nào ngay tại hắc vụ muốn đuổi kịp bọn họ thời điểm một cổ sức gió xông tới mặt trong chớp mắt liền đem vẻ này hắc vụ cho thổi tản ra là bình xịt cùng bọ hung chứ uyển uyển cảm thụ này cổ sức gió lại cười nói, xem ra chúng ta tìm tới bọn họ vị trí, cuối cùng là được cứu rồi, Đại Lang không uống dược cũng cảm khái một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một đạo sáng lạng bóng người, đi lên thước kiều tiên hướng bọn họ bay tới, hoang dã cũng không có cấm không, cho nên bọ hung cũng có sức lực tới ngồi thước kiều tiên đón người, uyển uyển mụi tử, Đại Lang, hai người các ngươi tới có thể hơi trễ a, à. bọ hung đã cho tới cười nói, ta còn muốn đến trước nhất đến hẳn là nửa mê nửa tỉnh nửa đời bọn họ đâu. Chương 400, chân chính mật lâm đại trốn sát A. À. Nguyễn Nguyễn cùng Đại Lang không uống dược đến, cũng coi là một cái tin tốt rồi, ít nhất tiến vào cái này bí cảnh người chơi còn cũng không tính là là quá tệ, không bị loại bỏ đi ra ngoài, đó chính là tối tin tức tốt, nghe được bọ hung trêu ghẹo, Nguyễn Nguyễn cũng không nhìn được liếc mắt, nàng vận khí cũng không thể coi như là quá tốt gặp một mảnh kia quỷ dị hắc vụ, một mực đuổi giết nàng đi tới nơi này, nàng chân cũng là này hắc vụ cho chuẩn bị phế, nếu như không phải gặp Đại Lang không uống dược, nàng chỉ sợ sẽ là thứ nhất bị loại bỏ người chơi rồi, ngươi đừng nói chăm chọc, trước dẫn chúng ta rời đi nơi này lại nói, Nguyễn Nguyễn câu mày nói, ta thường thế có chút nghiêm trọng, kéo dài nữa chỉ sợ ta liền thật không có biện pháp ở phía sau hỗ trợ. Lời nói này ngược lại là không thành vấn đề, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, cái này phó bản độ khó vượt xa quá bọn họ tưởng tượng, muốn liền cùng thường ngày đơn giản quét ngang qua, kia gần như là chuyện không có khả năng, cho nên chung sức hợp tác mới là chủ yếu nhất, hơn nữa vì cứu nàng, Đại Lang không uống dược trang bị cũng hư hại nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng đem trang bị khôi phục. Khi Đại Lang không uống dược thì đồng nghĩa với trực tiếp bị phế, bọ hung cũng sẽ không trêu ghẹo, mang của bọn hắn gọi là thước kiều tiên quay trở về phun vương chi vương phun đoạn tràng bên này, đứng ở quả hạch trên tường phun vương chi vương phun đoạn tràng, nhìn bọn hắn trở lại, cũng là cười chúng chín chào hỏi nói, thảm như vậy à. Ta còn tưởng rằng các ngươi chiến lực có thể bình an đi tới nơi này đây. Người tốt, lại là một nói lời nói mát, bất quá người này không có hóa thân bình xịt đã coi như là rất tốt, Uyển Uyển cũng lười nói nhiều, trực tiếp ngồi ở quả hạch sau tường mặt, cau mày nói, làm sao lại các ngươi hai người. Những người khác còn chưa tới. Một bên Đại Lang không uống dược cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho là mình cùng Uyển Uyển là cuối cùng đến đâu rồi. Bây giờ nhìn lại lại đến sớm, bất quá này có thể không phải tin tức tốt, lão mặt bọn họ cũng còn không có đến, hiển nhiên bọn họ cũng gặp phải phiền toái, nhất thời bán hội là không có biện pháp chạy tới bên này, đã coi như là không tệ, ta liền so với các ngươi tới sớm không bao lâu mà thôi, bỏ hung thở dài nói, cái này phó bản độ khó quá cao nếu như không phải bình xịt ở chỗ này đánh hạ một nơi địa bàn chúng ta sợ rằng bây giờ còn đang chạy thoát thân bình thường đều là quét ngang cục diện ai có thể nghĩ tới tiến vào cái này phó bản sau lại bắt đầu chạy trốn như vậy biến chuyển quả thật làm cho nhân có chút khó mà tiếp nhận nhưng nói cho cùng hay là đám bọn hắn thực lực quá kém nếu như thực lực có thể tăng lên nửa một đoạn cũng không phải bị cái này phó bản cho khó ở Đại Lang không uống dược lấy đi một tí tài liệu đi ra, ngồi ở một bên bắt đầu tu bổ chính mình trang bị, dù sao hắn chính là toàn bộ đoàn đội khiên thiệt, hơn nữa hắn chiến lực chủ yếu chính là phòng ngự phía trên, một khi phòng ngự xuất hiện vấn đề, vậy coi như thật không xong, phun vương chi vương phun đoạn tràn nhìn uyển uyển thương thế, xoay người nói, ngươi đi bộ công anh bên kia đi. Ta bồ công anh có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, hắn những thực vật này có thể nói là có thiên thu rồi bồ công anh có thể giúp người khôi phục thương thế còn có thể thêm một cái vô địch phòng hộ thuẫn mặc dù thời gian có hạn nhưng tuyệt đối là thỏa thỏa thứ tốt uyển uyển cũng không kiểu cách nói tiếng cảm ơn sau liền hướng khập khỉnh hướng bồ công anh bên kia đi tới nhìn nàng bất khuất bóng lưng bỏ hung rù rì nói ngươi nói nàng như vậy cường thế một nữ nhân lão mạc có thể thuận lợi bắt lại sao nghe nói như vậy phun vương chi vương phun đoạn tràng không nhịn được liếc mắt người này chính là nhàn nhân gia hai người sự tình cùng một mình ngươi cặn bả nam có quan hệ gì thật là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác ai chớ đi a à. chúng ta tiếp tục trò chuyện một chút a à. bỏ hung thấy phun vương chi vương phun đoạn tràng phải đi cũng là vội vàng hô khoan hãy nói ta thật thích cùng ngươi nói chuyện phím, ngươi người này mặc dù xú thí một ít nhưng nhân vẫn không tệ nếu như ngươi nhàn không việc gì an vị ở quả hạch trên tường nhìn chằm chằm, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Phun vương chi vương phun đoạn tràng quay đầu nói một câu, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đi về phía hạt bắp xà thủ bên này, tốt đoán nơi này hắn thực vật chủng loại nhiều, có thể ăn chút tới khôi phục thể lực, nếu không sớm muộn phải bị kéo chết ở chỗ này, thấy vậy, bọ hung còn muốn cùng Đại lang không uống dược trò chuyện một chút, nhưng thấy đến hắn vùi đầu tu bổ chính mình trang bị, cũng là buông tha trao đổi ý nghĩ, ai không biết rõ người này là một cái người đàng hoàng, cùng người đàng hoàng nói chuyện không có ý gì a à. bọ hung nhảy lên quả hạch tường, nhìn ngồi ở quả hạch bên ngoài tường thanh liên kiếm tông mọi người, con mắt chuyển động sau cười hiếp mắt nhìn bọn hắn chầm chầm, đại sư Huynh Lưu Vân khởi chú ý tới ánh mắt của hắn, nhất thời ngươi có một loại cảm giác không ổn. Người này muốn làm gì, nụ cười như thế luôn cảm giác có nguy hiểm gì sắp xảy ra, sau một khắc, bọ hung từ truyền tin bên trong chiếc nhẫn lấy ra một vò đậu hũ thúi sau đó ở thanh liên kiếm tông mọi người nghi ngờ dưới con mắt xé ra giấy niêm phong ngươi đại gia ai đi ngoài ở trong quần rồi lại thúi như vậy đây là ăn rồi đồ chơi gì ta đều có chút không chịu nổi nôn rốt cuộc là ai nôn không được mùi này lại còn cay con mắt ta không chịu nổi nhanh tránh ra một chút ta muốn ói ra ngươi đừng hướng ta bên này ói a à. đáng chết ngươi có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề trong nháy mắt mới vừa nghỉ ngơi một chút tới thanh liên kiếm tông mọi người nhất thời liền rối rít tránh né mở trong bọn họ một cái đệ tử thẳng không tiếp thụ nổi liền phun ra ngoài hơn nữa còn là phọt ra thức một bên một vị nữ đệ tử tới không kịp né tránh chính là bị đối phương cho ói một đầu tình cảnh kia may là bọ hung cũng nhìn đến nồng nhiệt gặp báo ứng đi cho ngươi nhà đứng ở đạo đức điểm cao bên trên nói lung tung đáng đời có kết quả này nữ đệ tử kia chính là trước kia đánh nhân tộc danh hiệu, để cho huyền hoàng phái giúp bọn hắn cái kia. Bây giờ kết quả này cũng thuộc về thật là để cho lòng người thật tốt, Lưu Vân khởi nhìn chầm chầm bọ hung trong tay cái bình, hắn rất chắc chắn kia mùi thúi chính là từ trong vò tảng mát ra, mặc dù không biết là cái gì, nhưng mùi này là thật để cho người ta khó có thể chịu đựng, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy bọ hung cầm rồi một cái mùi đi ra, ở trong vò múc một muỗng đen như bùn tương đồ vật đi ra này là muốn làm gì, không đợi hắn phản ứng kịp, liền thấy bọ hung đắc ý ăn một miếng, bộ dáng kia thật là hưởng thụ, chuyện này, hắn lại ăn thúi như vậy đồ vật, Lưu Vân khởi trận to hai mắt, giờ phút này hắn tự như là gặp được cái gì kinh khủng yêu vật một dạng để cho hắn cũng không nhìn được nôn vẻ đứng lên, tôn tặc ấy, nếu như ngươi lại thả vũ khí sinh hóa. Bây giờ ta liền giết chết ngươi, phun vương chi vương phun đoạn tràn lời nói từ đàn xa truyền tới chính đắc ý thời khắc liền thấy một dây leo roi đã xuất hiện ở phía sau hắn, tự như lúc nào cũng sẽ đối với hắn kéo xuống đến, mà roi mây bên trên lại còn có một viên ân đào quả bom, ngoà tàu, có cần không, bỏ hung bị sợ lập tức phong đàn thu vào, đồng thời còn không quên xoa xoa khóe miệng của tự mình. Đều là người mình, có cần phải chơi đùa chân thực, trận lậm, thiết huyết chiến hào, bán phiến diệt, nửa mê nửa tỉnh nửa đời ba người cũng đang không ngừng trốn chết trung phía sau bọn họ có mảng lớn dài đầu sói, nhưng thân thể nhưng là huyết vụ đồ vật đuổi giết. Chương 401, chân chính mật lâm đại trốn sát A. hai Ngay từ đầu bán phiến dịp còn không tin tà ra tay với chúng, suy nghĩ hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng ai có thể nghĩ tới, những thứ này lại là ở chung, sát một cái sau, xuất hiện trên trăm cái, nửa mê nửa tỉnh nửa đời chạy trước tiên, vừa dùng thổ trận bích ngăn trở, một bên tức miệng mắng to nói, ta cũng là tin ngươi tà. Lại sẽ đáp ứng cho ngươi xuất thủ thử một chút, thiết huyết chiến hào sắc mặt âm trầm, một câu nói đều không nói, chạy thoát thân bán phiến dịp cũng là trợn tròn mắt, nếu là hắn sớm biết rõ sẽ là cái kết quả này, nơi nào sẽ xuất thủ à, nhị vị đại gia, các ngươi đều mắng ta một đường, lưu chút khí lực đi, bán phiến dịp vẻ mặt quỷ khuất nói, nếu như ta sớm biết rõ vật này cũng khó dây dưa như vậy. Cũng sẽ không trực tiếp đi xuất thủ, nghe vậy, nửa mê nửa tỉnh nửa đời cũng là thở dài không có cách nào bây giờ bọn hắn chỉ có thể chạy trốn những thứ này quỷ dị bầy sói căn bản là không có biện pháp giết chết ngũ hệ pháp thuật đối với bọn họ không có biện pháp nào chỉ có thể dùng để ngăn trở bọn họ nhịp bước mà thôi gặp quỷ cái này so với còn lại yêu vật còn phải khó giải quyết a à? đang lúc bọn hắn chạy thoát thân thời điểm đột nhiên nghe được một trận tự như sắm rền âm thanh vang lên hơn nửa tựa hồ còn cách bọn họ càng ngày càng gần tình huống gì không rõ vì sao ba người cũng nhìn nhau đứng lên không đúng cái loại này quái lan không có đuổi theo nửa mê nửa tỉnh nửa đời phát hiện đuổi vết hắn môn bầy sói đột nhiên dừng lại hơn nữa tất cả đều hướng trong lâm lên tiến vào tràng diện này giống như là đàn dê gặp một cái lang vương sau đó giải tán lập tức tự như thấy vậy ba người cũng có nhiều chút không sờ được đầu não coi như sau đó một khắc một đạo chật vật bóng người từ trận lầm nhảy ra trên người cũng không thiếu thương thế, chảy máu không ngừng, nhưng dù cho như thế, thân ảnh này tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng, đạt đại hào lạc tiêu. Bán phiến dịp nhìn đạo thân ảnh kia, kinh ngạc nói, người tốt, người này lại cũng ở đây phụ cận sao, nghe được tiếng nói chuyện đặt đại hào lạc tiêu cũng chú ý tới ba người bọn họ, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ mừng rỡ, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân cao có ngũ thước khoảng đó bóng người to lớn từ trong lâm lơn nhảy ra, trong tay còn vung một viên vai u thịt bắp cây cối. Bộ dáng kia giống như là nổi điên kim cương như thế, không, đây chính là một cái toàn thân màu vàng kim kim cương, bất quá này kim cương thân bên trên nhưng là trách trách rưới rưới, máu thịt không biết rõ bị cái gì cho ăn mòn, mảng lớn màu trắng xương bại lộ trong mắt của mọi người, chạy mau, đặt đại hào lạc tiêu hướng của bọn hắn kêu một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy về phía xa xa nửa mê nửa tỉnh nửa đời ba người nhìn trước mắt kim cương không nhịn được nuốt nước miếng một cái này giờ ạ à, so với bọn hắn gặp phải yêu vật còn kinh khủng hơn a à, thì ra như vậy đặt đại hào lạc tiêu mới là thảm nhất Ngỡ ra làm gì chạy mau a à, bán phiến dịp mắng to một tiếng xoay người liền hướng đặt đại hào lạc tiêu bỏ chạy phương hướng đuổi theo thiết huyết chiến hào cùng nửa mê nửa tỉnh nửa đời cũng phản ứng lại hai người một trước một sau liền đuổi theo này kim cương thấy còn có người rống to cầm trong tay thụ đập ra ngoài, ở trong tay nó, cây này tự như đạn đại bác một dạng hạ xuống trong nháy mắt trực tiếp trên đất đập ra một cái hố, kinh khủng đánh vào càng là cuốn hết về phía chung quanh, quy quy. Đồ chơi này là một cái đại bốt chứ, bốn người chạy nhanh hơn, không dám chút nào dừng bước lại, sợ bị này kim cương cho đuổi theo, nửa mê nửa tỉnh nửa đời cũng không có bị thương, chạy vẫn tính là tương đối nhanh, một hơi thở liền đuổi kịp trốn ở trước mặt đặc đại hào lạc tiêu, hột tiêu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, nửa mê nửa tỉnh nửa đời kinh hoàng hỏi, ngươi làm sao lại chọc một cái bốt đi ra. Nghe vậy, đặc đại hào lạc tiêu cũng là bất đắc dĩ đứng lên, quay đầu giải thích, này không phải ta trêu chọc, là trung vực một thế lực đệ tử, cũng không biết rõ bọn họ suy nghĩ nghĩ như thế nào, lại chạy đi nhìn nhân gia kim cương kết bạn, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Ta lúc ấy từ bên cạnh đi ngang qua, kết quả là thấy kim cương giết những đệ tử kia sau đó đem mục tiêu đặt ở trên người của ta một đường truy sát ta tới đây tê, như vậy có can đảm sao nhìn kim cương kết bạn trung vực đệ tử cũng như vậy dũng sao kim cương kết bạn vậy ngươi xem đến cụ thể tình cảnh chưa bán phiến dịp đuổi theo hỏi một tiếng đặt đại hào lạc tiêu trận trắng mắt nói nếu như lão tử thấy được bị đuổi theo cũng đành chịu mấu chốt là cái gì cũng không thấy sau đó liền bị đuổi giết một đường, đoạn đường này gian khổ hắn tối rõ ràng, trong lúc gặp không ít chủng tộc tộc nhân, nhưng đều bị kim cương một cái tác đập chết, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không có, lớn như vậy bốt, một mình hắn căn bản là không có cách một mình đấu, cho nên chỉ có thể liều mạng chạy, ở trong game còn có thể chơi đùa một trận đại trốn sát, đây là thật đủ kích thích, chúng ta bốn người nhân liên thủ, thiết huyết chiến hào đột nhiên trầm giọng mở miệng. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, quay đầu lại nhìn mắt đuổi vết hắn môn kim cương, lúc này liền buông tha rồi liên thủ ý nghĩ, bốn người bọn họ thật giống như cũng không đủ nhân gia đánh a, à. liền ta bốn người chạy thoát thân thời điểm, ở tại bọn hắn phía trước. Một trận thê thảm tiếng gào vang đồn, lúc này, bốn nhân tâm lý lập bập một tiếng, trước mặt lại có đồ chơi gì à, này mẹ nó thật đúng là trước có lan sau có hổ, đổi một phương hướng, tránh trước lại nói đặt đại hào lạc tiêu mở miệng nói tiếng, sau đó liền vội vàng chạy qua một bên khác, nửa mê nửa tỉnh nửa đời ba người cũng là theo sát phía sau, mà đang khi hắn môn đổi lại phương hướng một khắc kia. Vài người ánh mắt xéo qua đều thấy được phía trước trận lầm một vệt máu đỏ vẻ, chỉ thấy một cái da thịt trắng bệt, hắc phát thùy lạc quần áo đỏ bóng người yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng, xác thực, thân ảnh này là một người hình bóng người, áo màu đỏ giống như là bị máu nhùm đỏ một dạng hắc phát ngăn che ta mặt mũi, để cho người ta không biết là nam hay nữ. Có thể chính là một nhân vật như vậy, lại để cho bọn họ đều cảm giác được một cổ không nói ra sợ hãi, lại vừa là một cái bốt, ta dời ạ, à, ban ngày gặp quỷ, bán phiến dịp mắng to, các ngươi nhìn thấy không? Mới vừa rồi đó là một cái quần áo đỏ quỷ chứ, nói nhảm, bọn họ lại không mù, cái này bản càng ngày càng ngoại hạng, liền quần áo đỏ quỷ cũng xuất hiện a, à. ui ui ui, các ngươi mau nhìn phía sau. nửa mê nửa tỉnh nửa đời quay đầu nói với bọn họ một cái âm thanh, đồng thời bước chân cũng dừng lại, đặt đại hào lạc tiêu bọn họ cũng là vội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang. ngay sau đó, bọn họ liền thấy kia quần áo đỏ nữ quỷ trắng kim cương trước mặt, sau đó quần áo đỏ quỷ chậm rãi giơ tay lên, không có chút nào bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện ngay sau đó liền thấy này quần áo đỏ quỷ thủ nhẹ nhàng nắm chặt hoành, kim cương kia thân hình khổng lồ giống như là bị cái gì cho đè ép rồi trong chớp mắt kim cương thân thể liền bị ép với nhau xương đều bị cán gãy mảng lớn huyết thủy chảy xuôi đi xuống kèn két két thanh âm liên tiếp thật giống như một bài hòa âm kia cường đại kim cương bốt trong nháy mắt liền bị quần áo đỏ quỷ đấm phát chết luôn ngươi đại gia nửa mê nửa tỉnh nửa đời bảo đến thô tục nói này mẹ nó không phải bốt, là đặc đại hào bốt A, à, chạy mau mệnh đi. Chương 402, Hồng Y Quỷ ngăn cửa, lão mặt sát khí bức người. Chính mắt thấy Hồng Y Quỷ đấm phát chết luôn kim cương tình cảnh, nửa mê nửa tỉnh nửa đời bốn người bọn họ có thể nói là đã bị dao động kinh động, ở trong mắt bọn họ, kim cương chính là một bọn họ không có cách nào đối phó đại bốt, kết quả thế nào, chỉ chớp mắt liền bị Hồng Y Quỷ cho dễ dàng trong nháy mắt miễu sát này ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy trốn a à, không biết rõ ai đột nhiên kêu một tiếng sau đó bốn người nhấc chân chạy không chút nào quay đầu ý tứ thậm chí mỗi một người đều chẳng ngó ngàn gì tới bay lên này cũng không dám chậm a à. chậm một bước vậy thì phải chết đến thời điểm bốn người bọn họ bị diệt ở chỗ này trở về chắc là phải bị trưởng môn cho trách phạt bốn người trốn chết phương hướng mặc dù có chút sai lệch nhưng đại khái bên trên hay lại là hướng hoang dã bên này tới giờ phút này bọn họ không dám chút nào quay đầu, rất sợ vừa quay đầu lại liền thấy hồng y quỷ với sau lưng bọn họ, trên thực tế liền là như thế, hồng y quỷ xác thực sau lưng bọn họ đi theo, cùng bọn họ khoảng cách chênh lệch cũng không xa, hoang dã trên. Bỏ hung cũng nhìn chầm chầm chung quanh, thật sớm sẽ chờ những người khác đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn liền thấy mấy đạo bóng người bay hướng hoang dã, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với trước kia bọ hung chính mình chạy thoát thân thời điểm đều phải hung tàn, tình huống gì, có người đến. Bọ hung quay đầu nói một tiếng, phun vương chi vương phun đoạn càng nhảy lên quả hạch tường. Hí mắt nhìn một chút cái hướng kia, cao mày nói, khoảng cách quá xa, không thấy rõ là ai, bốn người, dựa theo hắn thật sự biết rõ tin tức, bán phiến dịp bọn họ là tam cái người mới đúng, hoặc là bốn người này không phải bán phiến dịp bọn họ, hoặc là chính là bán phiến dịch ba người ở trên đường gặp còn lại người chơi, nhưng bây giờ nhìn đối phương tình huống. Tự hồ là gặp cái gì tồn tại cực độ khủng bố, rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho bọn họ trở nên như vậy kinh hoàng, nhìn bốn người càng ngày càng gần, bỏ hung cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng lên, ngọa tạo, thật đúng là bán phiến dịch bọn họ, bất quá nhìn bốn người bọn họ sau lưng tình huống, tự hồ không thứ gì đang đuổi giết a. À, thế nào bốn người cũng chạy nhanh như vậy? bọ hung, mau nhìn hà phía sau chúng ta có hay không hồng y quỷ ở đuổi theo, bán phiến dịp cũng nhìn thấy bên này, phát hiện bọ hung cùng phun vương chi vương phun đoạn tràng đứng chung một chỗ, liền vội vàng hô to lên, bọ hung mang theo nghi ngờ nhìn hồi lâu, đáp lại, không có đồ à. Hồng y quỷ là cái gì? Cái này bản bên trong còn có quỷ quái, đừng nói là hắn, ngay cả một bên phun vương chi vương phun đoạn tràng cũng ngây ngẩn. Đây đều là tình huống gì, nói tốt tiên hiệp trò chơi, bây giờ ngươi làm một hồng y quỷ đi ra, cái này bản cách chơi nhiều như vậy thay đổi, bốn người rối rít bay vào quả hạch sau tường mặt, sau đó từng cái tê liệt té xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, thấy Uyển Uyển cùng Đại Lang không uống dược cũng ở nơi đây, bốn người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thì ra như vậy nơi này phun vương chi vương phun đoạn trạng đã tụ tập nhiều người như vậy, một hồi lâu sau, bọ hung mị lên con mắt hỏi ta nói bốn người các ngươi thế nào tụ tập với nhau còn nói cái gì hồng y quỷ ta cũng không xem lại các ngươi sau lưng có độ a à. nghe nói như vậy bốn người đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ đừng nói nữa chúng ta đoạn đường này coi như là lão tao tội sớm biết là kết quả như thế đánh chết ta cũng không muốn cùng hột tiêu đi đồng thời đặt đại hào lạc tiêu có độc ba người chúng ta vốn là bình bình an an kết quả vừa gặp phải hắn Liền này tao ngộ một cái đại bốt đuổi giết, ngay sau đó lại gặp lớn hơn bốt, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, chúng ta trước bị kim cương đuổi giết. Sau đó kim cương bị hồng y quỷ đắm phát chết luôn, chúng ta lại bị hồng y quỷ đuổi giết, đoạn đường này thật là hữu kinh vô hiểm, ta coi như là nhìn biết, trò chơi này không chỉ tầm thường những thứ kia cách chơi, trả lại cho ngươi chỉnh kinh khủng nội dung cốt truyện, bốn người một người một câu giải thích đứng lên bọ hung bọn họ cũng là vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới bốn người bọn họ gặp gỡ thảm như vậy muốn biết rõ trước bọ hung cũng bất quá là gặp cuốn chiếu bày cũng không có gặp gỡ cái gì bốt đuổi dết a à. hơn nữa uyển uyển cùng đại lang không uống dược cũng chỉ là gặp hát vụ không có thấy cái gì bốt bây giờ được rồi này bốn người trực tiếp liền gặp gỡ bốt liền bốn người bọn họ gặp phải cũng phải chạy thoát thân bốt đây nếu là đuổi theo sợ rằng sẽ đoàn diệt tại chỗ nhân chứ các ngươi gặp phải hồng y quỷ là mặc quần áo đỏ phục chứ. Bọ hung nuốt nước miếng một cái hỏi một tiếng, ngươi không nói nhảm ấy ư, hồng y quỷ không mặc đồ đỏ quần áo, chẳng nhẽ xuyên lục sắc, phun vương chi vương phun đoạn tràn không nhịn được mắng một tiếng, nhưng sau một khắc, liền thấy bọ hung thần sắc tái nhật từ quả hạch trên tường nhảy xuống, dựa vào quả hạch tường nhìn bọn hắn. Dù là khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ là nhìn một cái đều cảm giác cả người phát lạnh mới vừa rồi kia một màn màu đỏ, tuyệt đối chính là nửa mê nửa tỉnh nửa đời bọn họ trong miệng hồng y quỷ không sai, này hồng y quỷ là lai lịch thế nào à, coi như là hắn đối mặt ma hoàng thời điểm, cũng không có từng sinh ra như vậy ý nghĩ, quy quy, này mẹ nó không phải đại bốt. Này trực tiếp là yêu vật bên trong thông thiên thay mặt, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy. Phung vương chi vương phun đoạn tràn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Bọ Hung chậm hồi lâu mới mở miệng nói, "Ta vừa mới nhìn thấy bọn họ nói Hồng Y Quỷ rồi, đồ chơi kia mẹ nó so với Ma Hoàng cũng khủng bố hơn. Cái gì? Hồng Y Quỷ so với Ma Hoàng còn kinh khủng? Kia khởi không phải nói cái này Hồng Y Quỷ là vượt qua độ kiếp cảnh giới tồn tại." Vài người đều là vẻ mặt kinh hoàng, đặc biệt là nửa mê nửa tỉnh nửa đời bọn họ, dù sau này Hồng Y Quỷ nhưng là đuổi theo của bọn hắn tới nơi này, nếu như bọ hung nói không sai kia hồng y quỷ tuyệt đối là ở ngang cửa rồi chặn lại hoang dã bên này sau đó không để cho những người khác đến gần sau đây là muốn đem bọn họ cũng cho đoàn diệt ở chỗ này không đúng nếu như đối phương muốn giết người tự hồ hiện tại cũng có thể làm được a à, tại sao hồng y quỷ không trực tiếp tới nơi này động thủ thế nào không thấy lão mạc cùng quân lâm đặt đại hào lạc tiêu câu mày hỏi tự hồ bây giờ còn kém bọn họ hai người lão mạc bị vây ở một nơi bên trong huyệt động À, trước liên lạc qua hắn một lần, bây giờ cũng không biết rõ tình huống. Thiết huyết chiến hào trầm giọng nói, về phần quân lâm, luận chạy thoát thân hắn hẳn nhất là không thành vấn đề, đừng quên hắn chính là trong chúng ta duy nhất thích khách, tốc độ chính là hắn ưu thế. Chương 403, Hồng Y Quỷ ngăn cửa, lão mạc sát khí bức người. Hai, cũng đúng, so sánh bọn họ những người này, lão mạc cùng quân lâm thực lực không tính là kém, dù sao lão mạc nhưng là người chơi chiến lược trên bản vĩnh viễn hạng nhất cho đến bây giờ cũng không có rớt xuống quá mà quân lâm đây nhiều cái phiên bản rồi cũng một mực ở trước mười bên trong người chơi trung mạnh nhất thích khách này hai người tuyệt đối là tối không cần lo lắng uyển uyển ngồi ở một bên cũng là liên lạc nổi lên lão mạc bên này hỏi bây giờ lão mạc có hay không từ bên trong huyệt động đi ra truyền tin chiếc nhẫn trong hình lão mạc máu me khắp người tự như là từ thi sơn huyết hải trung đi ra một dạng bối cảnh cũng sẽ không là hang động, mà là ở trận lậm, tình huống như vậy. Coi như là những người khác gặp được cũng phải bị hù dọa chứ, bất quá lão mạc thấy là uyển uyển đã thông tin, cũng là lộ ra mặt mày vui vẻ nói, bây giờ ngươi ở đâu? Có muốn hay không ta quá tới bảo vệ ngươi, ta đã đến nơi tụ tập, bây giờ chỉ còn lại ngươi và quân lâm rồi. Nguyễn Nguyễn nói xong không quên để cho lão mạc nhìn xuống bò hung bọn họ lại đều đến sao? Xem ra là ta liên lụy đại gia hỏa nhịp bước. Lão Mạc gật đầu nói, chờ ta, ta rất nhanh sẽ biết đến, vừa nói, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói vừa nhảy ra, bắt lại một cái đầu sói huyết vụ thân thể yêu vật, làm phiền hỏi một chút, hoang dã đi như thế nào, lão Mạc nhìn chầm chầm bị bắt yêu vật, kiên nhẫn hỏi còn có liền là từ nơi nào đi mới có thể rời đi cánh rừng này thấy bị hắn tóm lấy yêu vật, bán phiến dịp bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi, đây không phải là ngay từ đầu đuổi giết hắn môn bầy sói sao, lúc đó đám này yêu vật có thể thế nào cũng chuẩn bị bất tử, may là để cho mấy người bọn hắn mất một phen tay chân, có thể bây giờ thấy lão mạc dễ dàng bắt được một cái, ba người bọn họ đều có nhiều chút cảm giác có cái gì không đúng. Thì ra như vậy này bầy sói là thích cứng không thích mềm, không đúng, hẳn là chỉ nhận vật lý công kích, pháp thuật công kích không hiệu quả, yêu vật lan kinh hoàng hướng về phía một cái phương hướng nhìn một chút, ngay sau đó lão mạc cũng nhìn sang, sau đó rất gật đầu hài lòng, không tệ không tệ, xem ở ngươi chỉ cho ta đường phân thượng, ta bỏ qua ngươi rồi, nói xong, hắn lại thuận tay đem đầu sói yêu vật cho ném ra ngoài. Sau đó vẽ mặt đi phong sông về cái hướng kia, chờ chút, cái phương hướng này đúng là tới hoang dã phương hướng, nhưng bây giờ nhưng là có hồng y quỷ ngăn cửa A, à, bỏ hung bọn họ cũng phản ứng lại, theo bản năng vì lão mạc lo lắng uyển uyển vội vàng nhắc nhở lão mạc ngươi cái phương hướng này đi ra ngoài sẽ gặp phải một cái bốt cái này bốt thực lực rất mạnh ngươi cẩn thận một chút yên tâm đi ta rất nhanh sẽ biết đến các ngươi không cần lo lắng vừa nói hắn liền trực tiếp cút truyền tin ánh mắt cũng biến thành kiên định không dứt hắn một đường hướng lầm cửa ra đi rất nhanh liền thấy một vệt máu đỏ vẻ yên lặng đứng ở cửa ra vị trí theo bản năng lão mạc liền dừng bước hồng y quỷ tự hồ cảm giác được sau lưng động tĩnh, chỉ là có chút xoay người nhìn xuống. Nhưng ở thấy lão mặt một khắc kia, hồng y quỷ cũng cảm giác được cực lớn sát khí, không đồng ý trước chỉ có thể chạy trốn nhân, cái này máu me khắp người nhân mang đến cho hắn một tiêu uy hiếp, không sai, người này giống như là từ thi sơn huyết hải trung bò ra ngoài một dạng cũng không biết rõ dết bao nhiêu sinh vật, lại tự động ngưng tụ ra sát khí, uy uy uy, làm phiền nhường một đường. Lão Mạc cũng cùng thấy bạn gái mình uyển uyển, cũng không muốn ở chỗ này cùng cái này kêu hồng y quỷ bốt đánh một trận, mà hồng y quỷ tự hồ cũng do dự muốn không nên động thủ. Một hồi lâu sau hồng y quỷ lại hiếm thấy chuyển giật mình bước chân, hướng bên cạnh vị trí nhích lại gần, chính dễ dàng để cho lão Mạc thông qua. Cảm ơn A, à, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Lão Mạc nói tiếng cảm ơn, sau đó liền trực tiếp chạy đi qua, gặp thoáng qua sức gió lay động tức hồng y quỷ hắc phát, lộ ra dưới tóc đen kia trắng bệt nhưng lại thập phần tinh xảo mặt mũi, nhưng tiếc là là lão mạc không nhìn thấy, chờ lão mạc sau khi rời đi, hồng y quỷ lại dời một súng bước chân, trở lại mới vừa rồi vị trí, nàng quả thật có thể đi hoang dã giết người. Nhưng bên kia không biết rõ tại sao, có một loại không nói ra uy hiếp tồn tại, giống như là nàng đặt chân hoang dã một khắc kia, sẽ gặp bị bên kia uy hiếp cho để mắt tới, muốn biết rõ, loại này uy hiếp coi như là kim cương cũng không cách nào cho nàng mang đến, cho nên trong hoang dã tình huống không biết, nàng cũng không dám tùy ý đặt chân hoang dã, những người ngoại lai này có thể ở chỗ này đánh ra một khu vực. Đã đã nói rõ thực lực không đơn giản, ở không xác định trước, hồng y quỷ đương nhiên sẽ không ra tay giết người, vạn nhất cái mất nhiều hơn cái được coi như không có lợi lắm rồi, ngay tại lão mạc xuyên qua hướng thực vật trận địa đuổi thời điểm, bên kia trên đỉnh núi, đoàn người cũng là sức cùng lực kiệt đuổi xuống dưới, đến, chúng ta rốt cuộc tìm được hoang dã vị trí. Là sư huynh ngươi mau nhìn bên kia, trong hoang dã kia mảng lớn lục sắc khu vực chính là huyền hoàng phái đánh xuống chứ, hẳn không sai, chỉ nơi này là làm sao sẽ có nhiều người như vậy, không quản được nhiều như vậy, chúng ta hãy đi trước lại nói, không sai, một đội này ngủ chính là đại mộng tiên tông đệ tử đội ngũ, lúc đi vào sau khi có hơn ngàn người nhiều bây giờ chỉ còn lại có vài trăm người, bọn họ cũng coi là tổn thất nặng nề nhất phương. Lúc này, La Nguyên liền trực tiếp liên lạc bọ hung lão, để cho chúng ta cùng đại mộng tiên tông nhân đụng đầu, dù sao bọn họ có thể là chúng ta đồng minh, nếu là từ niệm mở miệng, vậy bọn họ cũng cũng không cần phải ngăn rồi, này đều là người mình a. À. lão mặt chạy tới sau, trước tiên liền làm hạ nghỉ ngơi, đoạn đường này bôn ba cũng là hao phí hắn không ít thể lực, ta nói lão mạc, ngươi này tình huống gì? dết bao nhiêu à? Quần áo cũng nhuộm thành đỏ như màu máu rồi. Bỏ hung dựa vào ở một bên hỏi một tiếng, lão mạc giải thích, ta xuất hiện vị trí là ở một nơi bên trong huyệt động, bên trong tất cả đều là người nhện, hơn nữa còn có không ít trước tiếng vào bí cảnh nhân trở nên người nhện, bọn họ ra tay với ta, ta cũng chỉ có thể phản kháng, từ bên trong sát sau khi ra ngoài ta liền trực tiếp đuổi tới bên này, hồng y quỷ đây. Không ngăn trở ngươi bán phiến dịp gấp gáp hỏi hỏi hồng y quỷ tình huống. Lão mặt lắc đầu một cái, hắn cảm giác cái kia bốt thật dễ nói chuyện a, à, nói không ngăn cản sẽ không cản, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì, đặc đại hào lạc tiêu nghi ngờ nói, không nên a, à, hồng y quỷ đuổi theo chúng ta chạy xa như vậy, bây giờ còn mẹ nó ở ngăn cửa, làm sao sẽ không ra tay với lão mạc, có khả năng hay không lão mạc quá mạnh mẽ, hồng y quỷ cũng kiên kỵ. Bỏ hung đùa tự như nói tiếng. Khoan hãy nói, thật có khả năng này a, à, trong bọn họ thực lực mạnh nhất chính là lão mạc rồi, hoàn toàn có thể một người cứng trắng thép bốt, hồng y quỷ hơn phân nửa là cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới không có ra tay với lão mạc, nếu không không có biện pháp giải thích hồng y quỷ ngăn cửa, nhưng lại không ra tay tình huống, bỏ hung, chúng ta xem như tìm tới các ngươi a, à, là nguyên từ phía sau vị trí tới. Vẻ mặt mừng đến chảy nước mắt bộ dáng, mang theo các sư đệ sư muội liền xuyên qua từng cái kỳ quái thực vật chạy tới, đoạn đường này chúng ta thiếu chút nữa chết hết, các ngươi là không biết rõ chúng ta gặp cái gì, thật là quá khó khăn. Chương 404, Quân Lâm, hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi, đại mộng tiên tông đệ tử thế nào cũng không nghĩ tới, đoạn đường này mang của bọn hắn trốn chết đại sư huynh, lại ở sau khi an toàn biến thành bộ dáng kia, trong ngày thường la nguyên sư huynh nhưng là rất chững chạc, rất nhiều sư đệ sư mùi tâm lý được chú ý nhưng bây giờ thì sao lại một cái nước mũi một cái lệ tố khổ đứng lên có chuyện như vậy a à? bọn họ đại sư huynh tại sao lại thay đổi như thế bọ hung bọn họ nhìn la nguyên bộ dáng cũng là mỗi một người đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải bọn họ cũng không nghĩ tới la nguyên ở trước mặt bọn họ có thể như vậy a à? trong ngày thường hoàn toàn không nhìn ra hắn còn có như vậy một mặt ta nói la nguyên ngươi có phải hay không là đang diễn đây bán phiến dịp thiêu mi nói dĩ vãng thời điểm ngươi có lẽ không phải bộ dáng kia liền nơi này đoán rất nguy hiểm nhưng cũng không phải cho ngươi áp lực lớn như vậy chứ nghe nói như vậy la nguyên cũng lúng túng hắn quả thật không muốn như vậy này không phải tìm được tổ chức sao huyền hoàng phái đệ tử có thể ở trên vùng hoang dã đánh hạ một khu vực đã là lần này đi vào nhân trung mạnh nhất đi lần này đi vào nhân trung có ai dám coi thường huyền hoàng phái bây giờ bọn hắn nhưng lại nhận định chỉ có đi theo huyền hoàng phái đệ tử mới có thể còn sống, đại mộng tiên tông đã chết thương không ít đệ tử, càng nhiều chính là bị buộc bất đắc dĩ truyền tống rời đi chỗ này bí cảnh, bây giờ còn lại những người này, chỉ có thể dựa vào huyền hoàng phái rồi, này không phải một mực không thấy các ngươi. Yêu quá tha thiết tưởng niệm các ngươi sao, là nguyên khôi phục dĩ vãng, lại cười nói, từ tiếng vào nơi này bắt đầu, ta cũng cảm giác trên người cái thúng rất nặng, áp lực quá đại tài sẽ như vậy, chớ để ý ha nói xong, hắn liền quay đầu liếc nhìn chính mình sư đệ sư muội. Lúc đi vào sau khi hơn ngàn người, bây giờ chỉ còn sót vài trăm người, không thể không nói lần này bí cảnh quả thật rất tàn khốc a. À. ở địa phương quỷ quái này không có thời gian, bọn họ một đường trốn chết, cũng không biết rõ rốt cuộc trải qua bao lâu. đối với bọn họ mà nói cũng sớm đã là sức cùng lực kiệt rồi. dưới mắt có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi thật khỏe một chút chính là chỗ này thế gian tốt đẹp nhất sự tình. bọ hung liếc mắt nói ngươi về điểm kia áp lực tính là gì, nếu như chúng ta không đợi đến cuối cùng. Trở về từ ca nhất định sẽ đem chúng ta treo ngược lên đánh, một bên phun vương chi vương phun đoạn tràng cũng là gật đầu một cái, đối với cái này một chút hắn vẫn có nhất định quyền phát biểu, người chơi trung chỉ có hắn và bọ hung thể nghiệm qua bị treo ngược lên đánh cảm giác, đặc biệt là từ niệm xuống tay với bọn họ thời điểm, hoàn toàn là ông chỉ cần không đánh chết liền đánh vào chỗ chết ý nghĩ. Nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra đi bị đòn, thấy đại mộng tiên tông các đệ tử mỗi một người đều nằm ở thực vật gian nghỉ ngơi, La Nguyên cũng là thở dài nhẹ nhõm, hắn nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, lão mặt nhìn tại chỗ nhân, cao mày nói, bây giờ còn kém quân lâm một cái, xác thực, mười danh người chơi, bây giờ bọn hắn cửu người cũng đã tụ tập với nhau. Duy nhất không có có mặt cũng chỉ có quân lâm một người, nhưng là bây giờ bọn họ căn bản là không có cách liên lạc với quân lâm, mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn có thể liên lạc với, nhưng là trước đây không lâu đột nhiên cũng không có biện pháp liên lạc quân lâm rồi, điều này cũng làm cho không ít người lo lắng, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Nếu như quân lâm bị nơi này yêu vật giết luân hồi, vậy hắn trở về huyền hoàng phái cũng nhất định sẽ liên lạc qua tới, nhưng bây giờ hoàn toàn không có chút nào tin tức truyền tới, không khỏi để cho người ta có chút bận tâm, Uyển Uyển câu mày nói, tiếp tục liên lạc đi hắn có thể là có chuyện gì để cho hắn không thể trực tiếp truyền tin cũng không phải là không có loại khả năng này dù sao cái này bí cảnh lớn hơn kỳ hơn nữa địa hình phức tạp đa biến bất động địa hình còn không có cùng yêu vật tồn tại thậm chí ngay cả hạn chế đều có khả năng bây giờ quân lâm chỗ vị trí để cho hắn không cách nào phát ra âm thanh cũng khó nói ta cũng không biết rõ qua bao lâu bây giờ cảm giác có chút không chịu đựng được rồi đặt đại hào lạc tiêu mở miệng nói ta trước đang xuất nghỉ ngơi bình xịt ngươi những thực vật này mới có thể tự động công kích chứ đừng nói là hắn những người khác cũng đều sợ yên tâm ta thực vật có thể ứng phó phung vương chi vương phung đoạn tràng cũng là vẻ mặt nụ cười hồi phục một tiếng nói thật hắn ngược lại cũng là cũng không thế nào buồn ngủ ngược lại ở trong game cũng có thể ngủ hắn trực tiếp nằm ở thụy liên bên trên nghỉ ngơi không tốt sao có gì ngoại ý muốn tình huống phát sinh hắn cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Ngoà tao, chúng ta lại bào nổ gan rồi 22 tiếng rồi, này giờ à lại không chút nào cảm giác được, bỏ hung nhìn mình livestream gian bình luận, không nhìn được nổ cái thô tục, liên tiếp ở tuyến 22 tiếng, bọn họ quả thật có chút không nhìn được, tinh khí thần hoàn toàn xuống trạng thái A, ta cũng xuống tuyến ngủ, lão mặt đánh hà hơi nói, hơn nữa ta cũng cảm giác có chút đói. Chờ ta tỉnh ngủ gọi thêm thức ăn ngoài ăn, một bên uyển uyển nghe nói như vậy quay đầu hỏi ngươi nội dung chính thức ăn ngoài không mình làm sao ta một người ở chính mình cũng không biết rõ làm gì còn không bằng điểm bên ngoài đây lão mạc vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích đúng rồi ngươi muốn ăn cái gì ta tỉnh ngủ cho ngươi cũng điểm cái thức ăn ngoài hiện ở bọn họ hai người cũng coi là yêu trên mạng rồi cho mình yêu trên mạng bạn gái điểm cái thức ăn ngoài thật giống như cũng không có vấn đề gì mấy người còn lại thấy này hai người đẹp để tình yêu rồi, trực tiếp liền lựa chọn đăng xuất, từng cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hoàn toàn không có phản ứng, Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở miệng nói, ngươi chớ ngủ trước, ta ngồi đường sắt tới ma đô cũng liền hai giờ khoảng đó. Chờ ta tới hãy nói, đến thời điểm ta tới nấu cơm cho ngươi ăn, nói xong, không đợi lão mạc cự tuyệt, nàng liền trực tiếp lựa chọn đăng xuất, mà lão mạc há miệng, muốn cự tuyệt cũng không kịp rồi, phun vương chi vương phun đoạn tràng nhìn bọn hắn hai người, đột nhiên sờ cầm một cái nói, tự hồ nói người bạn gái cũng không tệ, nếu không lão tử cũng tìm một cái. Ân. Được tìm một đẹp đẽ, hơn nữa vác đánh mới được, nếu không thật mất thể diện, những người còn lại đều lựa chọn đăng xuất, chỉ có phun vương chi vương phun đoạn tràng một cái người chọn ở trong game ngủ, hắn đã sớm dành thời gian đăng xuất ăn cơm rồi. Cho nên ở trong game ngủ cũng giống như vậy, là nguyên nhìn phun vương chi vương phun đoạn tràn nằm ở ở giữa nhất trong ao một mảng lớn trên lá sen không khỏi cũng có chút hâm mộ đứng lên chương bốn trăm linh năm quân lâm hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi hai kia liên dịp nhìn qua liền rất thoải mái được không hơn nữa còn có một tấm dễ thương mặt mũi lại nhìn chung quanh một chút còn lại mấy cái bên kia thực vật từng cái vẻ mặt tức cười nhìn cũng làm người ta giận bất quá bây giờ tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi rồi, nếu là hắn không nghỉ ngơi cũng có chút không thích sống chung. Ngược lại nơi này có những thực vật này ở, cũng không cần lo lắng cái gì, ngủ, một nơi thâm trong cốc, yêu tộc đông đảo tộc nhân đang trốn tránh ở chỗ này, mượn bọn họ yêu tộc một chút thiên phú, thả ra khói mù đem trọn cái thâm cốc cũng cho bao vây lại, dẫn đầu là một cái cửu vĩ yêu hồ nhất tộc hồ ly thất thất, đã tu luyện đến lục vĩ mức độ, là bây giờ hồ yêu nhất tộc dự định tương lai tộc trưởng mà còn lại yêu tộc tử đệ cũng đều lấy hồ ly thất thất như thiên lôi sai đầu đánh đó cửu vĩ yêu hồ nhất tộc toàn bộ yêu tộc trung địa vị nhưng là không thể nghi ngờ hơn nữa bọn họ khi tiến vào bí cảnh trước đã sớm bị bên trong tộc trưởng bối thông báo quá hết thảy nghe theo hồ ly thất thất an bài bây giờ sở hữu tiến vào bí cảnh chủng tộc là thuộc bọn họ yêu tộc tổn thất ít nhất rồi bất quá lần này bọn họ đội ngũ có thể không phải chỉ có yêu tộc, ở tại bọn hắn trung còn có một cái nhân tộc tồn tại, mà người này chính là quân lâm, lúc này quân lâm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trang nghiêm là một bộ tiến vào trạng thái đốn ngộ, điều này cũng làm cho yêu tộc nhân có chút sợ không rõ ràng xảy ra chuyện gì, ám nguyệt lan tộc một cái tộc nhân phát hiện trước nhất rồi quân lâm. Hắn phát hiện thời điểm quân lâm chính là chỗ này phó trạng thái, lúc đó hắn đều bị giật mình dám ở này bí cảnh trung như thế trắng trợn ngồi xếp bằng đốn ngộ có thể thấy này nhân tộc lá gan bao lớn hồ ly thất thất sau khi biết liền chạy tới lập tức nhận ra quân lâm cái này huyền hoàng phái đệ tử dưới mắt bọn họ còn không biết rõ huyền hoàng phái ở hoang dã đánh hạ địa bàn sự tình nhưng nàng rất rõ ràng huyền hoàng phái đệ tử thực lực nếu như cùng đối phương liên thủ có lẽ có thể gia tăng bọn họ yêu tộc sống tiếp cơ hội cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội này trực tiếp để cho người ta mang theo đốn ngộ trung quân lâm rời đi thì ra vị trí, một đường đi sâu vào tới nơi này nơi thăm cốc trung, hồ ly thất thất, chúng ta mang theo cái này nhân tộc có ích lợi gì. Kim sư nhất tộc thiếu tộc trưởng nhìn chầm chầm quân lâm, bất mãn nói, dưới mắt trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp lôi kéo nhiều người hơn chủng tộc, nhân tộc không đáng giá bị chúng ta lôi kéo, loại này giống như hắn ý tưởng yêu tộc có không ít, cũng đối hồ ly thất thất mang theo một cái nhân tộc cử động có chút bất mãn, nhưng hồ ly thất thất lại lắc đầu nói, hắn không giống nhau. Hắn là huyền hoàng phái đệ tử, lôi kéo hắn vẫn còn có chút trợ giúp, lời này ở kim sư trong mắt của thiếu tộc trưởng liền là phóng rắm, huyền hoàng phái lại có thể thế nào, này bí cảnh trung nguy hiểm nặng nề, ai biết rõ huyền hoàng phái người xuất hiện ở tử sông chưa, mang theo một cái như vậy liên lụy, hoàn toàn chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đang lúc này bị yêu tộc bao vây quân lâm chậm rãi trợn mở con mắt đánh hà hơi tự lẩm bẩm thư thái quả nhiên không thể thức đêm a à, này ngủ một giấc lời còn chưa nói hết cả người hắn liền ngây ngẩn nhìn chung quanh từng cái yêu tộc đặc biệt là che trước mặt mình kia sáu cái màu hồng cái đuôi hắn liền không nhìn được khóe miệng giật một cái tình huống gì này kia à. vốn là hắn cũng muốn tiếp tục đi tới đích nhưng không biết sao buồn ngủ đánh tới hắn cũng biết không có thể cố gắng nhìn rồi liền lựa chọn tìm một hốc cây đăng xuất nghỉ ngơi, có thể kết quả này vừa online, hắn liền phát hiện mình không có ở đây thì ra hốc cây rồi, hơn nữa chung quanh cũng đều là yêu tộc, đã biết là bị bắt cóc, quân lâm nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Không rõ vì sao nhìn chung quanh yêu tộc, hắn tỉnh, một cái yêu tộc đột nhiên đề tỉnh một tiếng, sau một khắc, yêu tộc người sở hữu đều nhìn lại, từng cái nhìn chầm chầm quân lâm, trong nháy mắt bị nhiều như vậy đôi con mắt nhìn chầm chầm, quân lâm cũng là cảm giác có chút mau cốt tổn nhiên đây rốt cuộc là chuyện gì à hồ ly thất thất quay người lại nhìn quân lâm lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ nói ngươi đã tỉnh không thể không nói ngươi lá gan thật lớn lại dám ở bí cảnh trung tiến vào đống ngộ thật không sợ chết à bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét không phải ta tại sao lại ở chỗ này này kia à Quân Lâm vẻ mặt ngưng trọng nhìn bọn hắn chầm chầm, dựa theo hắn vốn là chặn đường. Chỉ cần online lại đi một giờ là có thể chạy tới hoang dã, đến thời điểm là hắn có thể ở hoang dã cùng những người khác tập hợp, có thể tình huống bây giờ, tự hồ cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn khác nhau a. À, chúng ta nhìn ngươi ở trong thụ động đốn ngộ, lo lắng an toàn của ngươi thì mang theo ngươi cùng đi, hồ ly thất thất cười chúng chiếm giải thích, bây giờ chúng ta đã đi sâu vào bí cảnh thủ phủ chỗ này thâm cốc bây giờ là chúng ta yêu tộc căn cứ nơi này còn là rất an toàn an toàn ngươi đại gia quân lâm nhất thời liền xù lông hắn thật vất vả từ hỏa bên kia núi chạy tới trận lậm chỉ lát nữa là phải đi tới hoang dã cùng những người khác tập hợp kết quả ta buồn ngủ một chút các ngươi đem ta dẫn tới xa hơn địa phương nơi này cách hoang dã có xa lắm không quân lâm vội vàng đứng dậy hỏi hoang dã nơi này chính là thủ phủ khu vực khoảng cách hoang dã nói ít cũng có một ngày chặn đường đi, hoặc là xa hơn cũng khó nói, hồ ly thất thất thấy hắn cuốn cuồng dáng vẻ, liền chịu nhìn tính tình giải thích, nơi này cách hoang dã thật xa, chúng ta mang theo ngươi đi hồi lâu mới chạy tới nơi này, trong lúc còn may mà ta yêu tộc một chút thiên phú, nếu không cũng không thua thiệt nhanh như vậy tới đây. Nói tới chỗ này thời điểm, nàng trong con ngươi tràn đầy vẻ tự tin, yêu tộc một chút thiên phú, nhưng là để cho không ít chủng tộc hâm mộ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỗ này thâm cốc chính là bọn hắn yêu tộc sống sót đến cuối cùng chỗ mấu chốt, nghe nói như vậy, quân lâm hoàn toàn trợn tròn mắt, xong rồi, hắn này không chỉ là bị bắt cóc, còn bị triệt để an bài A. À. Lúc này, hắn liền nhìn về phía chính mình truyền tin chiếc nhẫn, nhìn phía trên giày đặt truyền tin ghi chép, cũng là không nhìn được khóe miệng giật một cái, tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này, lão mặt bọn họ nổi điên như thế liên lạc hắn, xem ra bọn họ cũng lo lắng cho mình an nguy đây, không chỉ là lão mặt bọn họ, ngay cả đại mộng tiên tông không ít người cũng sẽ liên lạc lại hắn. Ngược lại truyền tin cơ hồ không có dừng lại quá, lần gần đây nhất, chính là ở trên cao một giây trước, một cái đại mộng tiên tông đệ tử liên lạc, lão mặt bọn họ liên lạc đã tại rất phía sau, có đoạn thời gian không có liên lạc, ngược lại thì đại mộng tiên tông đệ tử đang không ngừng liên lạc hắn nói cách khác bây giờ đại mộng tiên tông đệ tử, đã cùng lão mạc bọn họ tụ tập với nhau. Nhìn quân lâm sắc mặt khó coi, yêu tộc nhân cũng cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu bọn họ cứu cái này nhân tộc, thế nào cái này nhân tộc trả lại cho hắn môn vẫy sắc mặt. Lúc này, truyền tin chiếc nhẫn vang lên lần nữa, lại là la nguyên liên lạc, quân lâm cũng là không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn kết nối, quân lâm. Ngươi xem như tiếp thông, chúng ta vì liên lạc ngươi thiếu chút nữa mệt chết a. À. La Nguyên Mặt xuất hiện ở truyền tin trên màn ảnh, điều này cũng làm cho yêu tộc những người đó khiếp sợ không thôi, nhân tộc lại còn có như vậy liên lạc thủ đoạn, muốn biết rõ ở nơi này bí cảnh trung, bọn họ muốn muốn liên lạc với những tộc nhân khác, cần phải trả giá thật lớn cũng không ít, hơn nữa còn may mà linh điệp nhất tộc. Linh điệp nhất tộc thiên phú đó là có thể cảm giác được phụ cận yêu tộc. Hơn nữa có thể cùng chi tâm linh bắt được liên lạc, nhưng là bây giờ thế nào cảm giác linh điệp nhất tộc thiên phú có chút vô dụng à, quân lâm sậm mặt lại lắc đầu nói, ta gặp một ít ngoài ý muốn, bây giờ các ngươi đều tụ tập sao? Lão mặt bọn hắn cũng đều ở hoang dã bên kia, đều tại đều tại, bất quá bọn hắn cũng đi nghỉ ngơi, chúng ta đại mộng tiên tông đệ tử thay phiên đến trị thủ. Phụ trách trị thủ nhân cũng sẽ liên lạc ngươi một lần, là nguyên giải thích, cái này không vừa tới ta trị thủ rồi, bây giờ ngươi ở đâu? Chúng ta đều tại hoang dã bên này chờ ngươi đấy, vùng này hiện tại cũng là an toàn, còn kém ngươi còn chưa tới rồi. Chương 406: Tuyết lở, hang động, nồi lẩu, thịt nướng. Bây giờ đang ở thì sao, Quân Lâm nhìn chung quanh yêu tộc, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn đen xuống, hắn bị yêu tộc trực tiếp dẫn tới một nơi thâm trong cốc, cụ thể vị trí dù là là chính bản thân hắn cũng không biết, vốn là đều đã đến lậm, khoảng cách hoang dã gần trong gang tấc, kết quả thế nào? Buồn ngủ một chút sau, tỉnh lại phát hiện mình thật giống như rời đi khởi điểm, nhưng khoảng cách điểm cuối càng ngày càng xa, hồ ly thất thất mang theo nghi ngờ thần sắc, nhìn chầm chầm quân lâm trên tay truyền tin chiếc nhẫn nhìn hồi lâu, cuối cùng hiếu kỳ hỏi, nhân tộc, ngươi cái kia là mới nhất pháp khí sao? Người bề trên không phải lưu ảnh chứ, nàng lời vừa nói dứt, liền nghe được la nguyên thanh âm truyền tới. Quân lâm, ngươi và ai chung một chỗ đây? thế nào ta nghe được thanh âm nữ nhân, truyền tin chiếc nhẫn bắn ra trên màn ảnh, một gương mặt to liền xông tới, lấy đủ loại góc độ tìm kiếm người nói chuyện bóng người, quân lâm liếc mắt, đem truyền tin chiếc nhẫn hướng về phía tại chỗ yêu tộc quét một vòng, nhìn từng cái yêu tộc hiện ra vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ thần sắc xem ra. La Nguyên cũng không nhìn được nuốt nước miếng một cái, người tốt, dày đặc tất cả đều là yêu tộc, đây là trực tiếp lọc vào yêu tộc trong ổ mặt sau, ta vốn là đều đã đến lậm, nhưng bởi vì quá mệt mỏi liền buồn ngủ một chút, ai biết rõ sau khi tỉnh lại ta ngay tại nơi này yêu tộc rồi, quân lâm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bây giờ ta ngay cả mình ở cái gì vị trí cũng không rõ ràng. Bất quá khoảng cách hoang dã hẳn rất xa, xác thực, yêu tộc tìm được chỗ này điểm an toàn, quả thật khoảng cách hoang dã rất xa, muốn từ nơi này đi hoang dã, kia phải xuyên qua núi lửa vị trí, sau đó ở bay qua một ngọn núi đường núi sau, mới có thể đến đạt đến lặm vị trí, có thể nói bây giờ bọn họ vị trí, liền là cả bí cảnh chỗ sâu nhất rồi, đương nhiên, một điểm này hồ ly thất thất cũng không rõ ràng. Này vị trí là yêu tộc trưởng bối nói cho nàng biết, nói là có thể mang theo tộc nhân tới nơi này tạm thời né tránh một ít ngày giờ, chờ phía sau thời điểm, liền có thể chọn rời đi nơi này, lần nữa tìm một chút một cái điểm an toàn, bất quá bây giờ xem ra, tự hồ nhân tộc bên kia có càng thật an toàn điểm A thực ra ngươi không đến vậy được, từng hướng hoang dã sang bên này. Sẽ gặp phải một cái hồng y quỷ, tên kia bây giờ đang ở lầm miệng ngồi thủ đến, là nguyên giải thích, nếu như có thể mà nói, ngươi trước cùng yêu tộc nhân đồng thời đợi, đợi bỏ hung bọn họ cũng đã tỉnh, ta lại cùng bọn họ nói một chút cái tình huống này, được, đã làm phiền ngươi. Quân lâm cũng là buông tha trở về ý nghĩ, bây giờ dựa vào một mình hắn một lần nữa đi một chuyến sợ rằng có chút không thiết thực rồi, này có thể so với trước hắn đi bộ trình còn xa hơn không ít, đi như thế nào, trên trời đều là quái điểu, một khi bay lên tựu là bọn họ thức ăn, trên mặt đất yêu vật càng nhiều, vận khí không tốt trực tiếp chết cũng không phải là không có khả năng, thông qua hai người bọn họ đối thoại, hồ ly thất thất cũng biết rõ mình lầm, cái này nhân tộc rõ ràng phải đi cùng những người khác hội hợp. Hơn nữa tự hồ chỉ lát nữa là phải thành công kết quả nàng lại đem người cho dẫn tới xa hơn vị trí, nghĩ tới đây, hồ ly thất thất liền có chút ngượng ngùng đi xem quân lâm, nàng còn lấy vì cái này nhân tộc sẽ cảm kích chính mình đâu rồi, bây giờ nhìn lại nhân gia không trách cứ nàng cũng đã rất tốt, chúng ta bây giờ vị trí ở đâu? Quân lâm quay đầu lại hỏi một cái âm thanh. Từ, sắp đến tuyết sơn miệng, hồ ly thất thất lúng túng nói, ta cũng không phải cố ý mang ngươi đến, tất cả mọi người là tu luyện giới, Ta chỉ muốn đến mang ngươi cùng đi, ai biết rõ ngươi phải đi bên ngoài làm hoang dã, cái này không nhất cũng còn khá. nhắc tới sẽ để cho quân lâm trong lòng nhét vào, này đều đã phải đến Tuyết Sơn miệng a. Trước hắn ở một chỗ vách đá vừa nhìn quá lớn nhất loạt vị trí. Tuyết Sơn vẫn còn ở núi lửa phía sau, khoảng cách hoang dã không phải bình thường xa. Bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, yêu tộc có bọn họ thiên phú đặc thù. Nhưng quân lâm không có loại thiên phú này à, cho nên hắn muốn phải đi về, chỉ có thể đi bộ rồi, mắt nhìn hạ tình huống này, yêu tộc chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng hắn cùng rời đi. Ngay tại quân lâm treo cắt đứt liên lạc không bao lâu, một cái cả người là lông màu trắng lan yêu chạy vào, trên người lại cũng không thiếu tuyết, tuyết lỡ rồi. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lại, này lan yêu vừa tiến đến liền hô to một tiếng, chung quanh còn lại yêu tộc cũng là kinh hoàng đứng dậy nhìn sang đến gần nơi này tuyết sơn một khi phát sinh tuyết lở đối với bọn họ mà nói chính là một trận trí mạng tai hại lúc này toàn bộ mặt đất đều bắt đầu thoáng qua đồng đủ để nhìn ra lần này tuyết lở kinh khủng không còn kịp rồi kim sư thiếu tộc trưởng quay đầu nói bây giờ xuất cốc sợ rằng sẽ vừa vặn gặp phải tuyết lở căn bản cũng không khả năng chạy trốn nghe vậy yêu tộc nhân cũng hoàn toàn hoảng loạn chẳng lẽ nói bọn họ tiến vào chỗ này thăm cốc trung là cho mình đào một nơi phần mộ sao hồ ly thất thất liếc nhìn chung quanh trầm giọng nói tìm sơn động trưởng lão nói nơi này quá có một nơi đại sơn động chỉ cần tìm được chúng ta mới có thể tránh vừa dứt lời yêu tộc tất cả mọi người đều rối rít đứng dậy ở chung quanh sơn cốc tìm tìm mà tuyết rơi nhiều cũng bắt đầu tràn vào sơn cốc sơn khẩu hoàn toàn lấp kín toàn bộ đi ra ngoài đường không được bao lâu liền có thể bao phủ chỉnh cái sơn cốc tìm được một cái yêu tộc ở sơn cốc vách đá cây mây và dây leo hạ tìm được chỗ kia hang động, trước tiên liền thông báo sở hữu yêu tộc hướng bên này dựa vào, kèm theo tuyết lỡ tràn vào, yêu tộc cũng là người trước gục ngã người sau tiến lên tiến vào trong huyệt động, quân lâm cũng là vạn bất đắc dĩ cùng theo một lúc tiến vào trong đó, mới vừa tiến vào chỗ này sơn động. Một đôi yêu tộc đặc biệt con ngươi nhìn chăm chú đi qua, là thật là để cho người ta rợn cả tóc gáy, một cái yêu tộc nhìn cửa hang vị trí, cuốn cùng nói phải nghĩ biện pháp phong bế cửa hang phong bế cửa hang xác thực nếu như không phong bế cửa hang một khi tuyết trào tới nơi này rất có thể sẽ trở thành một tuyên tiết khẩu này bí cảnh trung không cách nào giải thích quá nhiều địa phương ai có thể bảo đảm nơi này tuyết bên trong không có gì yêu vật tồn tại cho nên phong tỏa cửa hang là chọn lựa duy nhất kim sư thiếu tộc trưởng ra tay trước một bước vận chuyển công pháp rập khuôn rồi một khối đá lớn trực tiếp chặn lại cửa hang vị trí sau sở hữu yêu tộc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm an toàn không bây giờ bọn họ tựa hồ là bị vây ở chỗ này nữa à hồ ly thất thất các ngươi cửu vĩ yêu hồ tộc trưởng lão có không có nói qua huyệt động này tình huống kim sư thiếu tộc trưởng quay đầu hỏi một tiếng còn lại yêu tộc cũng đều nhìn lại tựa hồ bọn họ đều đưa hy vọng đặt ở hồ ly trên người thất thất được nhìn chăm chú hồ ly thất thất khẽ gật đầu một cái nàng cũng chỉ là nghe trưởng lão đề cập tới có cái huyệt động nhưng cũng không biết rõ hang động tình huống cụ thể, cho nên bây giờ các nàng tình huống có thể nói là bị bị động. Thấy vậy, sở hữu yêu tộc đều là trong lòng rung lên, thật chẳng lẽ bị vây ở chỗ này rồi hả? Két, đột nhiên, một trụ chùm ánh sáng soi đi ra, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng ở này tối tâm bên trong huyệt động, chùm ánh sáng hay là để cho hang động sáng chút. Sở hữu yêu tộc quay đầu nhìn về phía chùm ánh sáng nguồn, chỉ thấy quân lâm trong tay đèn pin, nhìn chầm chầm bên trong huyệt động tình huống, tự hồ hoàn toàn không gánh tâm nhãn hạ nguy hiểm, nhân tộc, ngươi cầm pháp khí gì, hồ ly thất thất tiến lên nhìn chầm chầm quân lâm trong tay đèn pin, tâm lý đối huyền hoàng phái càng hiếu kỳ hơn. Chương 407, Tuyết lở, hang động, nồi lẩu, thịt nướng. hai Lúc đó truyền tin chiếc nhẫn sẽ để cho nàng rất là ngoài ý muốn, bây giờ đèn pin cũng cho nàng kinh hỉ, những pháp khí này có thể so với bọn hắn yêu tộc không ít pháp khí dễ dàng hơn a à? đèn tin quân lâm đáp lại một tiếng tiếp theo sau đó đi xem bên trong huyệt động tình huống yêu tộc cũng là thấy lần đầu tiên đến đèn tin theo bản năng cho là đây chính là nhân tộc mới luyện chế pháp khí thật là mạnh ánh sáng chiếu vào trong mắt quá chói mắt ta lại không dám đi nhìn thẳng pháp khí này tản mát ra quan mang này nhân tộc luyện khí thủ đoạn quả nhiên lợi hại còn có bọn họ cái kia có thể nói chuyện chiếc nhẫn lại có thể trực tiếp liên lạc hoang dã người bên kia nhân tộc thực lực mặc dù yếu đi nhiều chút nhưng bọn hắn ở luyện khí luyện đan những thứ này thánh khí bên trên thành tựu là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất a à, nghe của bọn hắn lời nói quân lâm khẽ cau mày đảo không phải bởi vì bọn họ nói chuyện mà là bởi vì dưới mắt chỗ này hang động bởi vì đào tạo ra chỉnh cái huyệt động trên vách tường tràn đầy nhân làm dấu vết đây cũng là trước tiến vào này địa nhân tộc moi ra tị nạn. Sau đó bị yêu tộc phát hiện, trong hang rất lớn, chính là không biết có không có khác một cái cửa ra rồi, nhân tộc, người có cái gì muốn nói sao? Hồ Ly thất thất chú ý tới quân lâm biểu tình biến hóa hỏi, quân lâm nhẹ nhàng gật đầu nói, nơi này không phải thiên nhiên tạo thành, ta hoài nghi nơi này khả năng có còn lại cửa ra, trước tiên cần phải tìm xem một chút, nhất thời. Yêu tộc cũng sáng mắt lên, rối rít hướng chung quanh nhìn sang, hang động hoàn toàn có thể chứa bọn họ người sở hữu, hơn nữa bốn phía còn có quá khứ một ít tiền bối đã tới vết tích, nói không chừng nơi này vốn là bị moi ra tị nạn, hơn nữa thật có khả năng sẽ có khác một cái cửa ra tồn tại, yêu tộc rối rít lên đường hành động, ngược lại thì quân lâm không nhanh không chậm tìm một bằng phẳng địa phương. Từ truyền tin bên trong chiếc nhẫn lại đem rồi mấy cái trữ vật giới chỉ đi ra, nhìn hồi lâu sau, hắn lúc này mới để lại một cái trữ vật giới chỉ, đem còn lại lại bỏ lại truyền tin chiếc nhẫn, ngay sau đó, hắn liền từ giữa lấy ra củi lửa cùng một cái đại hắc nồi cùng với một cái hải tộc hà binh thi thể, đây đều là bị người chơi môn thu tập thi thể, đặt ở bên trong chiếc nhẫn trữ vật cũng không cần lo lắng hư rồi. Dù sao người chơi môn cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích thức ăn, kèm theo ngọn lửa thiêu đốt, đại hắc nồi cũng được dựng lên, tiểu đương gia bí chế nồi lẩu vật liệu cũng bị bỏ vào trong đó, không lâu lắm, một trận mê người mùi thơm liền trong huyệt động tràn ngập đứng lên, mùi vị gì, ngửi thật là thơm a, à? là ai đang lộng cái gì ăn không, không rõ ràng, mùi vị tự hồ là từ bên kia truyền tới. Chúng ta muốn không nhìn tới liếc mắt, ngược lại cũng không trễ nải tìm hang động, là cái kia nhân tộc, hắn tự hồ có hơi đói, lại ở chỗ này bắt đầu chiếc nồi ăn, không hổ là có khả năng nhất hưởng thụ nhân tộc, tới bí cảnh trung lại còn mang theo những thứ này, vân vân, hắn ăn là hải tộc sao, yêu tộc nhân cũng đều chú ý tới quân lâm tình huống bên này. Từng cái hiếu kỳ nhìn chầm chầm quân lâm bên này, muốn nhìn một chút quân lâm rốt cuộc làm sao làm đi ra thứ mùi này, ngay cả hồ ly thất thất cùng kim sư thiếu tộc trưởng cũng đi tới, đứng ở quân lâm bên cạnh, cặp mắt trực câu câu nhìn chầm chầm hát qua bên trong cháo, quân lâm không có phản ứng đến hắn môn, mà là quen việc dễ làm bắt đầu xử lý hà binh thi thể loại trừ đầu tôm đưa tay cào sát chọn tôm tuyến làm liền một mạch ngay ngắn một cái khối tươi non tôm thịt liền xuất hiện ở sở hữu trong mắt của yêu tộc đáng tiếc quân lâm không phải chuyên nghiệp xử lý vẫn không thể đoán là rất tốt đây nếu là để cho tiểu đương gia bọn họ tới xử lý này sợ sẽ càng thêm tốt hơn chờ đến đấy nồi đốt lên công phu quân lâm lại đem không ít linh dược trở lại không thể chỉ ăn thịt, phối hợp điểm thức ăn cũng không tệ, nhìn hắn lấy ra linh dược, yêu tộc nhân đều cảm giác chết lặng, bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, này nhân tộc thật là tới bí cảnh trung cùng bọn họ tranh đoạt vị trí sao? Tại sao luôn cảm giác người này là tới nơi này du ngoạn, lại vừa là ngủ, lại vừa là ăn uống? Loại khác tộc vì sống tiếp mà bôn ba, ngươi vì sống tiếp đang cố gắng ăn uống, cũng khác vây quanh, đi nhanh tìm xuất khẩu, hồ ly thất thất nuốt nước miếng một cái, cố gắng đè xuống chính mình con sâu thèm ăn, quay đầu hướng về phía còn lại yêu tộc nhân nói một tiếng, bên cạnh Kim sư thiếu tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ quay đầu, mặc dù bọn họ là yêu tộc, nhưng là cũng sẽ không đến cướp đoạt nhân tộc đồ vật. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn hắn cướp bất quá, dù sao tên người bóng cây, Huyền Hoàng phái đệ tử mặc dù chỉ rồi là một cái, nhưng chính là mười người này diệt trung vực phi tiên tông a thậm chí ngay cả hải tộc cùng ma tộc cũng công nhận ồn ào treo bản thực lực, bọn họ yêu tộc lần này tới nhân mặc dù đông đảo, nhưng chân chính có thể cùng huyền hoàng phái đệ tử giao thủ sợ rằng một cái cũng không có. Mười người có thể diệt xuống phi tiên tông, kia một người này dễ dàng đối trả bọn họ vẫn là không có vấn đề, yêu tộc cũng không ngốc, dù sao bọn họ cũng là chiếm cứ ở bắc hoang thế lực, dù là cùng huyền hoàng phái trong ngày thường không có tiếp xúc, nhưng cũng biết rõ huyền hoàng phái ở bắc hoang là dạng gì tồn tại, không chọc nổi a. À. hải tộc ban đầu nhiều tộc nhân như vậy đi tìm huyền hoàng phái, kết quả thế nào, không giống nhau bị đánh ảo não chạy, ngay cả ma tộc cũng bị nhân gia trưởng môn thiếu chút nữa sát không chừa một móng, muốn không phải cuối cùng ma hoàng xuất thủ, những ma tộc đó sợ rằng đều phải chết ở vô tận chi hải bên trên, cho nên yêu tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc một cái như vậy phiền toái tới các ngươi có muốn hay không cũng tới ăn chút quân lâm đột nhiên quay đầu nói ta mang không ít ăn rồi đến bất quá đại đa số đều là hải sản các ngươi có muốn ăn hay không à nghe vậy yêu tộc mọi người ánh mắt nhất thời sáng lên kim sư thiếu tộc trưởng đã sớm không thể chờ đợi mấy bước tiến lên liền đi tới quân lâm bên người người coi là thật còn có ăn có a à. quân lâm vừa nói liền lại lấy không ít hải tộc thi thể đi ra xen lẫn số lớn khối băng bị ném ở trên mặt đất chỉ là trong nháy mắt, hang động nhiệt độ liền thấp một phần, bên ngoài hang mặt băng thiên tuyết địa, bên trong huyệt động lại vừa là bị đóng băng hải tộc, cảm giác này thật là lạnh xuyên tim rồi, chỉ thấy quân lâm đem trước xử lý xong tôm thịt bỏ vào trong nồi, lại ném không ít linh dược đi vào, sau đó nắm đổ khuấy đều một hồi. Ta còn mang theo thịt nướng vật liệu tới, nhưng vị nướng không ở chỗ này của ta, muốn ăn thịt nướng phải nghĩ những biện pháp khác. Quân Lâm đem một đại bao gia vị đưa tới, thịt nướng thời điểm nắm một cái vải lên đi, nhớ khác nướng quá cháy khét, được một mực lật qua lật lại, như vậy nướng ra tới thịt mới ăn ngon, kim sư thiếu tộc trưởng nhìn lấy trong tay gia vị. Theo bản năng bắt được bên lỗ mũi ngửi một cái, hắc xì, nứt mũi mùi vị để cho hắn cũng không nhìn được lên nhảy mũi, nhưng không thể không nói, này gia vị mùi vị nghe quả thật thật tốt, hơn nữa thịt nướng bọn họ cũng đã biết, chính là không có nhân tộc nướng tốt như vậy mà thôi bây giờ có loại này gia vị nhất định có thể nướng ra tốt mùi vị tới tất cả mọi người đều trước dừng một chút lập tức xử lý những thứ này hải tộc thi thể hỏa hùng nhất tộc chuẩn bị một chút những chủng tộc khác đều nhớ hỗ trợ mang lộn kim sư thiếu tộc trưởng an bại nói ta tới phụ trách xuất ra cái này thịt nướng vật liệu hỏa hùng nhất tộc nhớ khống chế hỏa hầu đừng cho nướng không thể ăn chúng ta ăn no lại tiếp tục tìm tìm xuất khẩu Chương 408, trăm người đứng đầu ngạch, tái chiến cuốn chiếu bay. Bỏ hung bọn họ lần nữa online sau đó, cũng đều từ la nguyên bên này biết quân lâm tin tức, không thể không nói quân lâm vận khí này, thật là kém đến nỗi rồi vượt quá bình thường, chỉ lát nữa là phải đến hoang dã, kết quả không chịu đựng được đăng xuất đi ngủ không nói, còn bị yêu tộc cho cứu đi. Bây giờ vị trí, khoảng cách hoang dã càng xa rất nhiều, chuyện này thả ở trên người bọn họ, hơn phân nửa muốn bị tức chết, điểm cuối ở trước mắt, kết quả ngươi bị trực tiếp kéo đi rồi điểm xuất phát, ai đây có thể chịu được, chặt chặt, quân lâm vận khí này thật là không có người nào, bỏ hung vẻ mặt không lo lắng nằm ở quả hạch chân tường mặt vừa nói lời nói mát. Bất quá đây cũng tính là một tin tức tốt, ít nhất quân lâm còn không có bị loại bỏ đi ra ngoài không phải sao, phun vương chi vương phun đoạn tràng nhìn quả hạch bên ngoài tường thanh liên kiếm tông, hơi xúc động nói, cuối cùng chỉ có 100 người mới có tư cách đạt được linh đào, này thanh liên kiếm tông chỉ sợ là không có hy vọng, xác thực, lần này bí cảnh thực tập, đối với tiến vào bí cảnh người mà nói rất không công bình. Có thể sự thật liền là như thế, trăm người đứng đầu bên trong, huyền hoàng phái đã chiếm cứ 10 vị trí, đại mộng tiên tông còn có hơn trăm người đang chờ, cũng nghĩ mình có thể có tiến vào top 100 tư cách, quân lâm bên kia yêu tộc cũng không thiếu người số, ở dưới tình huống như vậy thanh liên kiếm tông như vậy thế lực đã mất đi bọn họ vốn có ưu thế, cho dù là tới nơi này một bên. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị đào thải ra khỏi đi, ít nhất đại mộng tiên tông nhân sẽ không để cho bọn họ tới chiếm đoạt vị trí, bất kể nói thế nào, bây giờ huyền hoàng phái mục tiêu rất đơn giản, phòng thủ trước 10 vị trí là được, còn lại vị trí cùng bọn họ không có quan hệ, là nguyên bọn họ muốn phải thế nào cướp, vậy cũng là bọn họ chuyện, ta mới vừa liên lạc quân lâm hắn và yêu tộc bị vây ở một cái nơi bên trong sơn động, bây giờ chính ăn hải sản bữa tiệc lớn đây, lão mặt đứng ở một bên nói tiếng, những người khác tất cả đều là quan tới rồi hâm mộ ánh mắt, mặc dù bọn họ cũng có mang nếm ra, nhưng không người giống như quân lâm như vậy đại khí, trực tiếp đem trữ vật giới chỉ chất đầy, hơn nữa còn không chỉ một cái trữ vật giới chỉ. Loại này hào khí cách chơi, còn thật không phải phổ thông người chơi có thể chơi nổi, nửa mê nửa tỉnh nửa đời nhìn này một mảnh hoang dã, câu mày nói, chúng ta thủ tại chỗ này quả thật không thành vấn đề, nhưng thế nào tiến vào top 100 liền cần suy nghĩ một chút rồi, vừa nói hắn liền lấy ra ngọc hoa tiên tông phát cho bọn hắn ngọc chất lệnh bài, trên mặt nổi cái này lệnh bài là truyền tống dùng. Nhưng là trên lệnh bài còn có một hàng con số tồn tại, bọn họ huyền hoàng phái trong 10 người, con số cao nhất chính là phun vương chi vương phun đoạn tràng, thứ yếu là lão mặt cái này chiến lực đệ nhất nhân, những người khác trên lệnh bài con số đều không khác mấy, con số ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn, nghe nửa mê nửa tỉnh nửa đời lời nói, bỏ Bọ hung bọn họ cũng nắm chính mình lệnh bài nhìn. Bắt đầu nghiên cứu lệnh bài chỗ dùng, như lựa chọn như thế nào ra trăm người đứng đầu, đây chính là cái rất chuyện trọng yếu, tuyệt đối không phải đơn giản sống sót đến cuối cùng top 100, nếu như là lời như vậy, khi tiến vào bí cảnh đệ tử, hoàn toàn có thể lựa chọn tàn sát lẫn nhau tới chắc chắn cuối cùng số người, có thể sự thật đây, tiến vào bí cảnh nhân cũng ngay đầu tiên lựa chọn bảo đoàn. Rất rõ ràng này bí cảnh lựa chọn cuối cùng cũng không phải là đơn giản như vậy tới phán xét, la nguyên, các ngươi đại mộng tiên tông biết rõ này lệnh bài tin tức sao. Bọ hung quay đầu hỏi một tiếng, những người còn lại cũng đều nhìn lại, là nguyên cao mày lắc đầu một cái, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới tham gia linh đạo yến, cho nên cũng không phải rất rõ ràng trong này tình huống cụ thể nhưng hắn cũng có thể đoán được một cách đại khái bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tài truyện của tôi chấm nét phải cùng chúng ta giết tử yêu vật có quan hệ la nguyên trầm giọng nói trăm người đứng đầu ngạch phán xét sẽ không đơn giản như vậy chỉ sợ là căn cứ cuối cùng trên lệnh bài con số tới quyết định vừa nói hắn liền nhìn về phía phung vương chi vương phung đoạn trang bây giờ bọn hắn trong những người này con số cao nhất chính là phun vương chi vương phun đoạn tràng con số đã đạt đến một cái đáng sợ chiều dài dù sao hắn chính là đánh hạ một khu vực hơn nữa còn giải quyết bọ hung phiền toái có như vậy một con số khủng bố cũng có thể hiểu được nếu như cuối cùng thật là dựa theo con số tới quyết định vậy bây giờ đệ nhất vị trí sợ rằng đã xác định ra ít nhất bây giờ hẳn không người có thể ở con số bên trên so với phun vương chi vương phun đoạn tràng càng nhiều những người khác cũng có chút không sai biệt lắm lão mặt dọn dẹp một cái huyệt động người nhện, trên lệnh bài con số đã có ba vị số, đủ để nhìn ra thực lực của hắn, uyển uyển bọn họ đều là hai chữ số khoảng đó, bọ hung là thấp nhất, chỉ có một con số. Đại mộng tiên tông bên này đệ tử cũng đều không khác mấy, gần như đều là vị trí, cũng liền la nguyên là một cái mười vị số, nếu quả thật là dựa theo trên lệnh bài con số tới quyết định, chúng ta đây sợ rằng không thể lại tiếp tục đợi ngồi chờ chết, nửa mê nửa tỉnh nửa đời cao mày nói, bình xịt nhất định là đệ nhất không được chạy, lão mạc cái ba vị mặc dù số nhiều. Nhưng cũng có chút treo, dù sao lần này tới cũng không chỉ nhân tộc, còn có những chủng tộc khác, chúng ta những người này đánh chết yêu vật hay lại là quá ít, phải chủ động đánh ra, sau đó lấy một cái ổn thỏa con số bắt lại trước mười. Bất kể chúng ta đoán có phải hay không là đúng những yêu vật này chúng ta cũng phải dọn dẹp một chút, xác thực bảo vệ chúng ta trước mười vị trí. Nghe vậy, bỏ Bọ hung bọn hắn cũng đều là gật đầu một cái, bây giờ bọn hắn tự hồ cũng không có còn lại lựa chọn, nơi này có thể làm bọn họ đại bản doanh, đợi ở chỗ này quả thật an toàn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn, bọn họ mục tiêu có thể không phải phải đơn thuần sống tiếp, mà là phải nghĩ biện pháp tiến vào trước mười, vậy chúng ta đi thảo nguyên bên kia. Bỏ hung đột nhiên mở miệng nói, trên thảo nguyên tất cả đều là cuốn chiếu, cánh tay trường đều có, cuốn chiếu đợt sống các ngươi thấy qua chưa? tuyệt đối đủ chúng ta quét một lớp, vừa giúp lời, phun vương chi vương phun đoạn tràng cũng bổ sung nói, cuốn chiếu bày quả thật rất dễ dàng đối phó, ta con số có 8 phần 10 đến từ cuốn chiếu bày, trong hoang dã yêu vật thực ra cũng không nhiều. Còn chưa đủ để lấy để cho ta có làm như vậy số điểm, nói xong, những người khác cũng đều cho rằng có thể được, ngược lại bọn họ đã khôi phục thực lực, thương thế cũng ở đây uống thuốc sau khôi phục. Bây giờ đối phó cuốn chiếu bầy cũng không có cái gì áp lực quá lớn toàn bộ đều là dựa vào mình bản lĩnh, bình xịt ngươi cũng đừng dành với chúng ta đi. Ngươi này cũng đệ nhất, bỏ hung biểu môi nói, nếu như ngươi lại tham dự vào, chúng ta sợ rằng cũng không đủ phân, hắn có thể là bái kiến phun vương chi vương phun đoạn tràng xuất thủ, cuốn chiếu đợt sống lúc tới sau khi, này bình xịt trực tiếp là thuộc về hắc cường một nhóm, tình cảnh kia ai thấy cũng phải kinh sợ một lớp, hơn nữa phun vương chi vương phun đoạn tràng những anh đào đó quả bom hỏa bạo hột tiêu loại, hoàn toàn chính là không khác biệt công kích thủ đoạn, ngay cả người mình cũng không buông tha, nếu để cho hắn tham dự vào, kia những người khác cũng không cần chơi, một điểm này phun vương chi vương phun đoạn tràn tự nhiên rõ ràng, cho nên cũng gật đầu đáp ứng, lựa chọn lưu ở trên vùng hoang dã chờ bọn hắn, về phần bọ hung bọn họ, chính là mỗi một người đều chờ xuất phát. Chạy thẳng tới Thảo Nguyên đi, quả hạch bên ngoài tường thanh liên kiếm tông đệ tử tự nhiên chú ý tới bọn họ hành động không khỏi cũng cũng tò mò, các ngươi mau nhìn, huyền hoàng phái nhân tự hồ đều rời đi, bọn họ thật giống như hướng thảo nguyên phương hướng đi, ta nghe tông chủ nhắc tới, trong thảo nguyên có đại nguy hiểm, để cho chúng ta ngàn vạn lần không nên đến gần. Nếu như xuất hiện ở trong thảo nguyên, tốt nhất là không cần có chút nào động tác, nếu không chắc chắn phải chết, bọn họ đây là đi chịu chết sao? Chẳng lẽ không muốn tiến vào top 100 rồi hả, ai biết rõ đây? bất quá bọn hắn chết cũng tốt, này hoang dã nơi trú quân coi như không về bọn họ chiếm cứ. Chương 409, trăm người đứng đầu ngạch, tái chiến cuốn chiếu bày. 2. Lưu Vân khởi nghe chính mình sư đệ sư mùi lời nói, tâm lý theo bản năng thở dài, quá ngây thơ rồi, nếu như huyền hoàng phái đệ tử tốt như vậy đối phó, bọn họ nơi nào khả năng đợi ở chỗ này, hơn nữa không thấy huyền hoàng phái còn có một đệ tử lưu lại sao, sợ rằng người nhân tài này là thực lực mạnh nhất chờ chút không chỉ là huyền hoàng phái người đi rồi thảo nguyên bên kia ngay cả đại mộng tiên tông nhân cũng cùng theo một lúc đi đây là tình huống gì chẳng lẽ trên thảo nguyên xuất hiện cái gì bí bảo sao bọn họ sớm liền biết rõ đại mộng tiên tông đệ tử đến trên trăm đệ tử xuất hiện làm sao có thể giấu giếm đi so sánh bọn họ thanh liên kiếm tông mà nói đại mộng tiên tông đệ tử cùng huyền hoàng phái đi rất gần cho nên nhân gia mới có thể đợi ở đó nhiều chút viên nút chế tạo mà thành vách tường phía sau, ở trong đó mới là cả bí cảnh trung an toàn nhất địa phương a. Bây giờ đại mộng tiên tông đệ tử rời đi an toàn vị trí, ngược lại hướng thảo nguyên bên kia đi qua, luôn không khả năng là suy nghĩ vừa kéo đi chịu chết chứ, nhiều người như vậy suy nghĩ chẳng nhẽ cũng có vấn đề hay sao? Lưu Vân khởi do dự hồi lâu, trầm giọng nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta với đi lên thăm hắn một chút môn muốn làm gì? lời này chính hợp mọi người ý tứ, bọn họ tình nguyện đợi ở trên vùng hoang dã, cũng không muốn đi theo Huyền Hoàng phái người đi Thảo Nguyên bên kia chịu chết. Kẻ ngu mới sẽ lúc này theo sau đây. Lâm trầm miệng, Hồng Y Quỷ phát hiện trong hoang dã mọi người cử động, thân hình hơi chao đảo một cái liền biến mất ngay tại chỗ. đương nhiên, nàng cũng không phải là sẽ đối thanh liên kiếm tông đệ tử xuất thủ, ngược lại là chạy thẳng tới Thảo Nguyên phương hướng đi, hoang dã cùng Thảo Nguyên liền cùng một chỗ nhưng lầm cũng ở đây hoang dã bên kia, cho nên từng cũng có thể quan sát được thảo nguyên tình huống, không lâu lắm, trên thảo nguyên một trận để cho nhân tâm lý bắt cộng lông tất tất tốt tốt truyền tới âm thanh. Là thật là để cho nhân tê cả da đầu, tới, cuốn chiếu bày tới, bọ hung hô to một tiếng, bọn họ trong những người này, hắn chính là có tư cách nhất người nói ra lời này, dù sao hắn đoạn đường này hoàn toàn chính là từ thảo nguyên trốn ra được, cũng cẩn thận một chút, trên thảo nguyên không thể phi hành, Chúng ta chỉ có thể kẹt ở hoang dã biên giới thanh để ý đến bọn họ. Bọ hung đem Thảo Nguyên tình huống nói cho mọi người, đại mộng tiên tông các đệ tử cũng là ghi tạc tâm lý, rất sợ bởi vì chính mình sai lầm mà bỏ mạng. Ngay sau đó, Thảo Nguyên xa xa cùng bầu trời liên tiếp vị trí, một mảng lớn màu xanh đậm đợt sóng cuốn tới, cái loại này để cho người ta rợn cả tóc gáy thanh âm càng vang dội, hỏa động, hào hỏa diệt lại, nửa mê nửa tỉnh nửa đời ra tay trước một bước linh khí ngưng tụ tại hắn cổ họng nơi sau đó kèm theo hắn há mồm thổ khí thời điểm một mảng lớn uyển như sóng biển ngọn lửa liền tịch cuốn ra ngoài nóng bỏng nhiệt độ để cho người sở hữu trong lòng cả kinh đây chính là huyền hoàng phái công pháp sao rất lợi hại lại có thể lấy ra lớn như vậy phim biển lửa đây là ta lần đầu tiên thấy công pháp như vậy huyền hoàng phái quả thật danh bất hư truyền nghe nói đây là hỏa hệ pháp thuật thanh toán khó khăn đạo huyền hoàng phái người cũng biết này loại đại phạm vi công kích công pháp sao, khó trách bọn hắn có thể để cho tông chủ cũng bội phục, xem ra không phải là không có đạo lý a. À. Đại mộng tiên tông nhân mặc dù biết rõ huyền hoàng phái công pháp thần kỳ, nhưng là cũng không rõ ràng rốt cuộc thế nào cái thần kỳ pháp. Bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét, bây giờ chính mắt thấy được, cũng là tâm lý khiếp sợ không thôi, đương nhiên không biết bọn họ khiếp sợ. Ngay cả bọn hung bọn họ những thứ này người chơi cũng bị giật mình, Hỏa pháp bọn họ tự nhiên cũng từng thấy, dù sao mọi người chơi đều là lựa chọn Hỏa pháp loại này bạo lực pháp thuật. Nhưng là muốn nửa mê nửa tỉnh nửa đời loại này xuất thủ liền đại chiêu Hỏa pháp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, Quy Quy, nửa mộng người này chỉ sợ là trong chúng ta để nhất Hỏa pháp chứ, liền tay này hào hỏa diệt lại, ta nguyện xưng là mạnh nhất, cái này không so với nhiều nhân truyền đốt, Quy 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 người này trực tiếp liền bắt đầu lấy roi đánh thi thể nữa à. Cậu kế hoạch nhưng là ở chép lại. Bỏ hung bọn họ nhìn kia phim biển lửa cuốn đi ra ngoài, toàn bộ trên thảo nguyên non nớt cỏ xanh hoàn toàn chịu đựng không nổi cao như vậy nhiệt độ thiêu đốt, trong chớp mắt tự yên lặng đi xuống, sau đó hóa thành khói xám rơi vải lạc trên mặt đất, một chiêu này, hoàn toàn có thể nói là địa hình hủy diệt khí rồi, ngọn lửa biển sông vào cuốn chiếu bầy bên trong, tất tất tốt tốt cứng trắng kèm theo đùng đùng tiếng vang lên. Toàn bộ trên thảo nguyên cũng tràn ngập lên một cái cổ thịt nướng mùi vị, nên chúng ta, bỏ hung cười lớn một tiếng, nói, không thể để cho nửa mộng một người đoạt danh tiếng A, nói xong, liền thấy hai tay của hắn bắt đầu chà sát viên, một cổ hung mảnh sức gió ở trong hai tay hắn không ngừng ngưng tụ, này cổ sức gió càng là mắt trần có thể thấy hóa thành màu xanh nhạt quả cầu. Chung quanh còn có ba mảnh khiến người ta run sợ phong đao, ra sen sun bỏ hung hét lớn một tiếng, giơ tay lên liền đem ra sen sun bị quăng ra ngoài, bất quá hắn phương hướng công kích cũng không phải là biển lửa vị trí, mà là một hướng khác cuốn chiếu bầy, ly tự, xích luyện, thủy nguyên tố lắng nghe ta triệu hoán đi, bác môn động giáp. Bu haki, ha ki, ta không giỏi còn lại pháp thuật. Bất quá trang bị có kèm theo băng hệ pháp thuật cũng có thể dùng một chút, liền ở những người khác thi triển chính mình bản lĩnh thời điểm đại lang không uống dược hơi lộ ra lúng túng gãi đầu một cái sau đó tại chỗ có nhìn soi mói một luồng hơi lạnh từ trên người hắn tản ra sau một khắc dưới chân bọn họ mặt đất bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đóng băng hơn nữa còn đang không ngừng hướng thảo nguyên phương hướng ép tới một màn này là thật là để cho bọ hung bọn họ cũng trừng lớn con mắt muốn biết rõ người chơi môn nắm giữ hiếm hoi thuộc tính chỉ có bọ hung một người hơn nữa còn là gặp vận may mới lấy được bây giờ lão mạc trang bị kèm theo hiếm hoi thuộc tính, này không phải trực tiếp cất cánh sao, đại mộng tiên tông đệ tử thấy huyền hoàng phái nhân cũng động thủ. Bọn họ cũng không tiện tiếp tục nhìn lại vai diễn, rối rít lấy ra ẩn dấu thủ đoạn, đủ loại phi kiếm, pháp khí rối rít làm nổi bật hình ảnh, hướng cuốn chiếu bày trực tiếp ép tới, giờ khắc này, bọn họ cũng đều là người cạnh tranh, không phải là cái gì đồng môn, mà là thiết thiết thật thật vì đạt được trăm người đứng đầu tu sĩ, dưới mắt ai có thể bắt được càng điểm số cao. Người đó chính là có cơ hội bắt được một viên linh đào, không sánh bằng huyền hoàng phái nhân, chẳng nhẽ bọn họ còn có thể không sánh bằng người một nhà sao, nhìn cuốn chiếu đợt sống yếu thêm vài phần, không ít người cũng càng ra sức, cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, người chơi môn cũng bị đại mộng tiên tông nhân cho khơi dậy ý chí chiến đấu, dù sao đối phương thủ đoạn cũng không yếu. Gần như cùng bọn họ số điểm chênh lệch không lớn. Chương 410, siêu cấp Bốt Du diên Long đăng tràng. Trên thảo nguyên cuốn chiếu đợt sống giống như là liên tục không ngừng một loại tuôn ra ngoài, tuy nói không có trước như vậy mãnh liệt, nhưng này số lượng hay là để cho nhân tê cả da đầu, nếu như là xuất hiện ở này trên thảo nguyên tu sĩ, sợ rằng sống tiếp hy vọng không nhiều, nhiều kiến còn có thể cắn chết voi đây, bất quá đối mặt như vậy cuốn chiếu đợt sống. Bất kể là Huyền Hoàng phái người chơi, hay lại là Đại Mộng Tiên Tông đệ tử, Tất cả đều lấy ra thực lực của chính mình Thành phiến cuốn chiếu tử vong Bọn họ tất cả nhân viên bên trong Trên lệnh bài con số cũng đang không ngừng gia tăng Cho dù là lão mạc loại này Cần chiến người chơi Xong vào cuốn chiếu bày sau cũng là bạo phát ra Nên có chiến lực Mỗi một quyền hạ xuống cũng có thể đánh chết mạng lớn cuốn chiếu Kèm theo hắn dọn dẹp Trên lệnh bài con số ít nhất Cũng có 5 vị đếm Thoải mái a à, Không nghĩ tới đây yêu vật lại cũng có một ngày như thế trước bị yêu vật đuổi theo chạy khắp nơi bây giờ chúng ta trực tiếp ngang ở chỗ này sát yêu vật xem như hung hăng thở một hơi các huynh đệ đừng nóng chúng ta chậm rãi cùng bọn họ chơi đùa ngược lại chính thời gian còn sớm đây không sai không sai linh khí chưa đủ lui ra ngoài chính mình khôi phục những người khác buông tay chân ra đại mộng tiên tông đệ tử có thể nói là xả được cơn giận chạy trốn một đường bây giờ dết nhiều như vậy yêu vật cảm giác kia thật là không nên quá thoải mái cũng liền nơi này thảo nguyên yêu vật dễ giết một chút đây nếu là đổi thành còn lại sợ rằng cũng không có thể dễ dàng như vậy a à. bọ hung nhìn mình trên lệnh bài con số sau đó quay đầu quét mắt xa xa phương hướng cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trong rừng rậm một màn màu đỏ phía trên mấy ca các ngươi nói chúng ta bây giờ liên thủ có thể giết chết cái kia thằng nhóc loại sao một câu nói để cho nửa mê nửa tỉnh nửa đời bọn họ đều ngẩn ra giết chết ai theo bò hung tầm mắt nhìn sang bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi ngươi quản hồng y quỷ kêu thằng nhóc loại ngươi nha là không thấy người này vết thế nào bốt kim cương giơ tay lên liền trực tiếp cho tạo thành thịt nát a à, bán phiến diệp mặt đen lại nói ta nói bọ hung ngươi nghĩ chịu chết khác mang theo chúng ta a à, kia hồng y quỷ có thể không phải chúng ta có thể đối phó lão mặt hẳn bùng nổ toàn bộ thực lực có thể đánh nhưng hắn mở bát môn động giáp sau sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này không có lợi lắm nửa mê nửa tỉnh nửa đời cũng nhắc nhở một câu, bọn họ liên thủ quả thật có thể giết chết hồng y quỷ, nhưng lão mạc cũng sẽ chết ở chỗ này, không có lợi lắm, bọn họ mục tiêu là sống đến cuối cùng, mà không phải là vì đơn thuần quét trên lệnh bài số điểm, nếu như chỉ là quét điểm số, ở lại chỗ này trực tiếp quét cuốn chiếu bày không tốt sao? Lưu Vân Khởi ở phía sau bọn họ nhìn một màn này, mặc dù hắn cũng trà trộn đi vào, nhân tiện sát đi một tí cuốn chiếu, nhưng trong tay hắn lệnh bài số điểm cũng không nhiều thậm chí ngay cả đại mộng tiên tông tối đệ tử bình thường cũng không sánh nổi bất quá hắn cũng biết huyền hoàng phái cùng đại mộng tiên tông cách làm cụ thể bọn họ hẳn là phát hiện lệnh bài tác dụng khác cho nên mới như thế nếu như cuối cùng này thật là dựa theo số điểm bài danh kia sợ rằng trăm người đứng đầu vị trí đã bị dự định xong a à, bọn họ thanh liên kiếm tông chỉ sợ không phải huyền hoàng phái cùng đại mộng tiên tông đối thủ lúc này bọ hung cũng thu hồi ý nghĩ, nửa mê nửa tỉnh nửa đời nói không tệ, lúc này đi cùng hồng y quỷ liều mạng quả thật không có lợi lắm. Một khi lão mạc xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ có thể thì đồng nghĩa với chiến lực giảm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, lão mạc hay là chớ mở bát môn động giáp tốt, được rồi, chuẩn bị lui một lớp đi, Nguyễn Nguyễn quay đầu nói, chúng ta đi về nghỉ trước biết, ngày mai trở lại tiếp tục quét bạn đang đọc bộ truyện nếu như đệ tử quá tấu hài tại truyện của tôi chấm nét. Bọn họ là người chơi không sai, nhưng cũng sẽ có điều tiêu hao, bây giờ đại mộng tiên tông đệ tử đều bắt đầu khôi phục linh khí, bọn họ tự nhiên cũng cần lui ra ngoài, có thể mọi người ở đây mới vừa dừng tay một khắc kia, toàn bộ trên thảo nguyên cuốn chiếu không biết rõ tại sao đột nhiên bạo động lên, những cuốn chiếu đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng bốn phương tám hướng tản đi. Mảnh liệt cuốn chiếu đợt sống gần như ở thời gian ngắn mũi liền tiêu tan hết sạch, chỉ để lại trên thảo nguyên những hố đó oa vết tích, này sao lại thế này? Cuốn chiếu cũng phải khôi phục linh khí, không rõ ràng, bất quá nhất định là có cổ quái, chúng ta vẫn cẩn thận nhiều chút tương đối khá, lão mạc cũng lui về rồi, trước lui trở về rồi hãy nói, luôn cảm giác nơi này có gì đại sự sắp xảy ra. Chờ một chút, mới vừa rồi mặt đất có phải hay không là lúc lắc một cái. Động đất. Người chơi môn chính là muốn lui về hoang dã dẫn địa lúc, dưới chân bọn họ mặt đất mảnh bắt đầu thoáng qua động, ngay sau đó toàn bộ thảo nguyên đều bắt đầu đung đưa, phản phất là thật động đất, mọi người ở đây đều lui sau, cùng thảo nguyên giữ khoảng cách nhất định thời điểm. Xa xa thiên địa tiếp nhận địa phương, mặt đất ầm ầm nổ lên, ở người sở hữu thần sắc khiếp sợ trung, một mực toàn thân xanh sẫm, cả người trường mãn trông to lớn cuốn chiếu lao ra mặt đất này cuốn chiếu chiều dài đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung chỉ là đứng ở chỗ này nhìn liền có thể cảm giác được điều này to lớn trên người cuốn chiếu tản mát ra uy áp cảm kèm theo cái này cuốn chiếu xuất hiện trong lòng người sở hữu cũng toát ra một cái ý niệm long này mẹ nó chính là một cái du diên long a à. bọn họ trước sát cuốn chiếu đợt sống ở nơi này nhánh trước mặt du diên long hoàn toàn liền là cháu đi thăm ông nội rồi ngoà tàu cái chỗ chết tiệt này đều có bốt bọ hung sậm mặt lại mắng một tiếng, sau đó liền nghe được một trận quyển như sấm nổ có tiết tấu vang động. Thung thung, thung thung, thung thung, kèm theo này cổ đột nhiên xuất hiện tiếng vang, mọi người chỉ cảm giác mình tim bắt đầu không bị khống chế bắt đầu nhảy lên, hơn nữa hoàn toàn là đi theo kia tiếng vang mà tới, đặt đại hào lạc tiêu che chính mình ngực, thần sắc khó coi đến, lui lại mau, này bốt có vấn đề, vừa nói. Hắn liền tung người bay hướng hoang dã nơi trú quân bên kia mà những người khác cũng là quay đầu chạy liền, chút nào không dám ở nơi này dừng lại thêm xuống, kèm theo cách xa thảo nguyên, cái loại này thanh âm cũng là tiểu không ít, bọn họ tim cũng khôi phục bình thường nhảy lên, gần như vào giờ khắc này, người sở hữu cũng cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một chuyến, bỏ hung nằm ở quả hạch chân tường mặt, thở hào hển nói, "Ngươi đại gia." Mới vừa rồi tim ta thiếu chút nữa chính mình nổ, không chỉ là hắn gần như tất cả mọi người đều có cái loại này tim nổ mạnh cảm giác, nếu như không phải bọn họ trước thời hạn lui ra, chỉ sợ mới vừa rồi thanh âm ấy đã muốn bọn họ mạng già a à. này nhưng là chân chính sống sót sau tai nạn. Phung vương chi vương phun đoạn trang nhìn chầm chầm trên thảo nguyên xuất hiện đạo kia bóng người to lớn. Kinh ngạc nói, các ngươi đây là tình huống gì? Trả thế nào trêu chọc một cái bốt đi ra, mọi người cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, dù sao bọn họ êm đẹp ở diệt hết cuốn chiếu, cũng dự định muốn trở về rồi, ai biết rõ đột nhiên liền nhô ra một cái bốt, xem ra Du Diên Long chính là trên thảo nguyên trưởng khống giả rồi, nếu như là những người khác là sống sót sau tai nạn. kia bọ hung tuyệt đối là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, muốn biết rõ trước hắn nhưng là liền từ này trong thảo nguyên trốn ra được, lúc đó không gặp phải này bốt, thật là mộ tổ tiên bốc khói lúc này phun vương chi vương phung đoạn tràn truyền tin chiếc nhẫn còn mở livestream người chơi môn thấy một màn như vậy sau tất cả đều là trở nên kích động ổ nhanh đến vậy